Thiên đạo đồ thư quán, Trương Huyền. Trương 2576, dây leo 1. Khó trách Trương Huyền buồn bực. Trên đường đi đều ở trước mặt anh vợ biểu hiện rất tốt, thậm chí nhẹ nhõm thuần phục thanh long thú, hoàn mỹ như vậy, không có kẽ hở. Nằm mơ cũng không có nghĩ đến, thời khắc sống còn, lại bị một cái hổ lô đánh. Đánh không lại thánh thú, vũ khí thì cũng thôi đi, một cái hổ lô treo ở trên dây leo, đánh hắn đông nam tây bắc cũng không tìm thấy. Càng nghĩ càng thấy mất mặt, bị Hồ Lô đánh. Lạc Huyền Thanh sửng sốt một chút, sau đó hiểu được, hô hấp kìm lòng không được gấp rút. Nói như vậy, Trương Sư nhìn thấy động hư Hồ Lô, thứ này chân thực tồn tại, không phải giả. Đúng vậy." Trương Huyền gật đầu. Trước đó Vân Liên Hải không cảm ứng được bảo vật tồn tại, mọi người còn tưởng rằng cũng là hư tượng, nghe được cái này, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm tồn tại chân thực liền không uổng công. Động hư hồ lô, có khả năng giúp người lính ngộ động hư cảnh, sức chiến đấu sợ là không kém cường giả thánh vực bát trọng sơ kỳ, dù trương sư thiên phú vô song, lại chỉ là thánh vực ngũ trọng xuất khiếu cảnh đỉnh phong, tranh lệch khá xa, không cách nào chiến thắng là cực kỳ bình thường, xem như ta, chỉ sợ cũng không phải đối thủ. Thấy hắn chán nản, lạc huyền thanh an ủi. Có thể để người ta đột phá đến thánh vực bát trọng, động hư hồ lô này làm sao có thể đơn giản thực lực không bằng, đừng nói lấy, coi như lấy được, cũng không cách nào luyện hóa. Nghe hắn nói như vậy, lúc này Trương Huyền mới cảm thấy thoải mái không ít, ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Ta đã phá giải không gian trước mắt, một lát nữa mang mọi người đi tìm hồ lô kia, chỉ là nó cực kỳ nóng nảy, nhìn thấy người khả năng liền sẽ ra tay, cho nên các người phải trước thời hạn khôi phục thương thế, điều chỉnh trạng thái tốt nhất. Tốt! Mọi người đồng thời gật đầu, mỗi người khoanh chân ngồi xuống. Trương Huyền cũng không chậm chế, huyệt đạo toàn thân mở ra, nhanh chóng hấp thu linh khí thiên địa, khôi phục chân khí hao tổn vì nhất kiếm phá hải vừa rồi, chữa trị thương thế trong cơ thể. Trong không gian gấp, linh khí nồng đậm, hao tốn không đến hai canh giờ, liền triệt để khôi phục. Thực lực hồ lô này, quả thực rất mạnh. Audio điện tử võ tấn bền Trương Huyền một bên củng cố tu vi, một bên suy tư đối sách. Suy nghĩ mấy phương pháp, nhưng cũng không phải đối thủ. Giống như Lạc Huyền Thanh nói, gia hỏa này chỉ sợ nắm giữ sức chiến đấu của động hư cảnh sơ kỳ, căn bản không phải hiện tại hắn có thể chống lại. Trừ khi thả ra ngoan nhân, hơn nữa không chỉ xương ngón tay, còn có đầu lâu cũng phải đi ra để chiến đấu. Nhưng làm như vậy, thân phận ngoan nhân liền tiết lộ, thân là danh sư lại nuôi dưỡng dị linh tộc. Truyền đi, làm không cẩn thận tổng bộ danh sư đường sẽ tới điều tra, thậm chí thủ tiêu tư cách danh sư của hắn. Lên đường đi. Nghĩ một lát, đang không có phương pháp gì tốt, chỉ thấy đám người Lạc Huyền Thanh đứng dậy. Mặc dù thương thế của bọn hắn rất nặng, nhưng dùng linh dược chữa thương của Trương Huyền cho, lại thêm thân là hậu bối thế lực lớn, bảo vật rất nhiều, giờ phút này đã gần như hoàn toàn khôi phục. Đi theo đằng sau ta, một bước cũng không thể đi nhầm. Trương Huyền dặn dò. Mọi người biết nguy hiểm, tất cả đều nhẹ gật đầu. Không nói thêm lời, phòng ấn tu vi, Trương Huyền đi vào trước. Lĩnh ngộ diễn không thiên thư đệ tam trọng nắm giữ không gian trở nên vô cùng cường đại, lại thêm lĩnh ngộ bí mật của trận pháp không gian này, lần nữa tiến vào trong, không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Mặc dù mượn nhờ không gian chiến đấu, khả năng không bằng lạc huyền thanh, nhưng ở nơi này người sau kém xa tiết táp. Có kinh nghiệm lần đầu tiên tiến vào, lần thứ hai liền đơn giản hơn nhiều, thời gian không dài, lần nữa đi tới trước mặt linh mạch, một cái hồ lô treo ở cách đó không xa là động hư hồ lô lạc huyền thanh kích động run rẩy nhìn từ đằng xa không rõ ràng lắm đi tới trước mặt biết cái này đích xác là động hư hồ lô luyện hóa liền có thể đột phá động hư cảnh ta ở chỗ này chờ các ngươi động thủ đi trương huyền xua tay dù sao không dùng toàn lực mà nói loại bản lĩnh như hắn ở trước mặt mọi người cũng không đáng chú ý không nhúng tay cũng không quan trọng tốt đám người lạc huyền thanh ý chí chiến đấu sục sôi chúng ta ra tay, nhất định có thể chế ngự. Dựng thẳng lên nắm đấm, Trương Huyền mỉm cười, cho cổ vũ nói. Cố lên, 3 phút sau, lần nữa trở lại bên ngoài trận pháp, đám người lạc huyền thanh mặt mũi bầm dập ngồi dưới đất, cực kỳ chán nản. Tứ đại cao thủ liên hợp, thực lực mạnh mẽ, chiêu chiêu tinh diệu, nhưng đồng cũng đánh không lại cái hổ lô kia, bị cuồng đánh một trận, nhất là viên hiểu, trên người có mấy cái hổ lô ấn, thê thảm nhất. Nếu không, Trương sư người đi mang thanh long thú tới, nó ra tay, tuyệt đối có thể tùy tiện nghiền ép người này. Trần chờ hồi lâu, Vân Liên Hải nói: "Địa ngục thanh long thú nắm giữ thực lực có thể so với Thánh vực bát trọng đỉnh phong, bốn người bọn họ liên thủ cũng không phải là đối thủ, nó xuất thủ hẳn là cực kỳ đơn giản." Cái này, Trương Huyền có chút khó khăn. Không phải hắn không muốn làm như vậy, mà là nếu như gặp phải siêu cấp cao thủ, đánh không lại, gọi thú sủng ngược lại cũng thôi, đánh không lại một cái hổ lô. Về sau ở trước mặt đối phương, còn có uy tín gì? Lại nói, nơi này thánh vực bát trọng căn bản không có cách đi vào, hắn cất vào không gian gấp, cũng có thể làm được, nhưng một khi thả ra, vẫn sẽ dẫn tới không gian không ổn định, phiền phức lớn hơn. Như vậy đi, mọi người thay ta thủ hộ, ta vận dụng lực lượng huyết mạch. Đang giàu dĩ, ánh mắt lạc huyền thanh sáng lên, cắn răng nói vận dụng lực lượng huyết mạch. chương 2577, dây leo 2. Bích Hồng âm nhíu mày. Người phải suy nghĩ kỹ, một khi vận dụng, ít nhất một tháng không thể sử dụng lực lượng. Dù lực lượng huyết mạch có thể khiến người ta trong thời gian ngắn bạo phát sức chiến đấu càng cường đại hơn, nhưng một khi sử dụng, thân thể tiêu hao rất nhiều, xem như tử đệ gia tộc, trước khi sử dụng cũng sẽ rất đắn đo. Ta biết, chỉ cần có thể bắt lấy, một tháng sau, thực lực của ta khôi phục, liền có thể nghĩ biện pháp luyện hóa, xung kích thánh vực bát trọng. Hao tổn lại lớn cũng đáng giá. Lạc Huyền Thanh nói, bằng vào thực lực cùng tích lũy của hắn bây giờ, dưới tình huống bình thường, muốn đột phá thánh vực bát trọng, không có mấy năm, thậm chí mấy chục năm, là rất khó làm được. Mà có thứ này, trong vòng ba tháng liền có thể thành công, coi như hao tổn lực lượng, tu dưỡng một tháng, cũng xem như kiếm lời. Đã như vậy, vậy liền chuẩn bị đi. Bích Hồng Âm gật đầu muốn lấy được bảo vật, không có khả năng không có hao tổn, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, trước khi đến, mọi người đã có đủ loại chuẩn bị. Có quyết định, liền không nói nhiều, mỗi người mau chóng khôi phục thực lực. Sau ba canh giờ, lần nữa đi tới trước mặt hồ lô. Hồng âm dùng ma âm quấy nhiễu, viên hiểu, người nghĩ biện pháp chặn hồ lô tiến công, vân liên hải cùng ta chính diện ra tay, tranh thủ lần này nhất định thành công. Vẻ mặt lạc huyền thanh nghiêm túc. Tốt, Đám người lên tiếng. Bắt đầu, hô khẽ một tiếng, trong cơ thể Lạc Huyền Thanh nổ vang, khí tức trong chốc lát sôi trào lên, ngay sau đó liền thấy không gian chung quanh thân thể hắn xuất hiện vặn vẹo. Tiến về phía trước một bước, bàn tay chộp tới, không gian chung quanh Hồ Lô giống như lập tức đóng băng. Hô, cảm nhận được địch ý, Hồ Lô tràn đầy tức giận, lần nữa xông ra ngoài, có điều Lạc Huyền Thanh kích hoạt huyết mạch, thực lực trở nên vô cùng cường đại. Liên tục vọt ra mấy lần, thế mà không có rời khỏi không gian giam cầm. Len Ken. Len Ken. Ngay sau đó tiếng đàn vang lên, bích hồng âm bắt đầu đàn tấu, viên hiểu, vân liên hải cũng sông lên. Lần này hẳn là có khả năng bắt lấy. Thấy lạc huyền thanh vận dụng huyết mạch, sức chiến đấu trở tăng không chỉ một lần, nắm giữ không gian càng thêm mạnh mẽ, không kém cường giả động hư cảnh chút nào, trương huyền thở phào nhẹ nhõm. Không hổ là thiên tài của thánh nhân lạc gia vận dụng huyết mạch quả thực giống như biến thành người khác. Trước đó thời điểm chiến đấu với Trương Khiêm, gặp qua đối phương sử dụng huyết mạch Trương Gia, dù lực lượng cũng tăng lên, nhưng còn xa xa không bằng trước mắt. Xem ra huyết mạch càng tinh khiết, sau khi kích hoạt, sinh ra hiệu quả sẽ càng lớn. Cảm khái một hồi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tứ đại cao thủ đang đè hồ lô xuống đất dùng chân đạp loạn, bích hồng âm càng dơ đàn ngọc lên, dùng huyết toàn lực đập. Mọi người hợp lực tiến công, trước đó hồ lô còn cực kỳ hung hăng giờ phút này không ngừng run rẩy thê thảm không nói ra được để ngươi hung hăng nhớ tới thảm trạng trước đó bị cuồng ẩu trương huyền thỏa mãn nhẹ gật đầu thoải mái không nói ra được ngươi không phải rất chảnh ư lần này không dám đắc ý đi biết bên này chiến đấu không còn lo lắng không cần hắn ra tay mọi người cũng có thể bắt lấy đối phương trương huyền không tiếp tục để ý mà ngẩng đầu nhìn dòng sông linh khí giống như trước đó nói đây là một linh mạch, bất quá bị người từ dưới đất rút ra, tẩm bổ hồ lô, lại thêm duy trì rất nhiều không gian vận chuyển, đã tiêu hao không sai biệt lắm. Đáng tiếc, Trương Huyền than thở một tiếng. Nếu linh mạch này mới vừa bị rút ra, liền bị phát hiện mà nói, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng tuyệt đối có thể bằng mấy chục viên thậm chí hơn trăm viên linh thạch tuyệt phẩm. Mà bây giờ dù linh khí cũng rất dư giả, nhưng độ tinh thuần đã không đủ không kém linh thạch thượng phẩm bao nhiêu, đối với hắn đã không có tác dụng. Ừm, dây leo kia cũng là đồ tốt. Trương Huyền lắc đầu, đang muốn thu hồi ánh mắt, đột nhiên vẻ mặt khẽ động, con mắt rơi vào dây leo trong linh mạch. Chỉ lớn như ngón tay, lại linh khí lập lòe, tựa như ngọc chất, trước đó không có nhìn kỹ, lại thêm núp ở trong linh mạch, không khiến người ta chú ý. Giờ phút này minh lý chi nhãn chiếu tới, phát hiện thứ này không chỉ vô cùng cứng rắn, linh khí trong đó càng cực kỳ dồi dào, không biết nồng nặc hơn tinh nguyên thượng phẩm bao nhiêu lần đi qua nhìn một chút ánh mắt sáng lên kìm nén không được nữa trương huyền bay thẳng tới rất nhanh thì tới trước mặt toàn thân dây leo lộ ra màu xanh lục tựa như phỉ thúy chạm tay băng lãnh trong đó như có vô số không gian gấp như tổ ong lít nha lít nhít cái này con mắt nháy mấy cái trương huyền sửng sốt vừa rồi ở trên hồ lô rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng này như không gian lan tràn trên thực tế là động hư lực. Chính là loại lực lượng này có thể khiến người ta đột phá thánh vực bát trọng. Vốn cho rằng chỉ ở trên hồ lô mới có, không nghĩ tới trên này cũng tồn tại. Nhìn một chút xem có thể luyện hóa hay không. Mắt trương huyền sáng rực lên, bàn tay vội vàng sờ tới, nhất thời một cỗ khí tức mát mẻ truyền vào trong cơ thể, một quyển sách xuất hiện ở trong óc. Trương huyền cười nhạt một tiếng, duỗi ngón tay ra nhấn tới. Tạch tạch, tạch tạch, giòn vang liên tiếp, dây leo thật dài như gặp chủ nhân, phát ra thanh âm hưng phấn, trực tiếp bay tới. Thu, không chút do dự, bàn tay lớn của Trương Huyền vồ một cái. Hô, dây leo liền bị thu vào chữ vật giới chỉ, biến mất không thấy gì nữa. mươi 2578, người hạ độc. Một, dây leo bị lấy đi, dòng sông linh mạch trên không cũng giống như mất đi chống đỡ, ầm một tiếng nổ tung, linh khí cuồng bạo bao phủ, thổi đến toàn bộ không gian gấp xuất hiện vô số gợn sóng. Cảm nhận được sóng linh khí, mọi người sửng sốt một chút, có điều vẫn không để ý, tiếp tục cuồng ẩu. Thình thịch thình thịch bành. Bốn đại cao thủ, đủ loại thủ đoạn không ngừng thi triển, trường kiếm, đại đao, trường thương, trùy sắt. Rất nhiều vũ khí nhao nhao rơi xuống, thời gian không dài, hồ lô liền bị đánh thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi. Tiếp tục đánh sẽ hỏng mất, nghỉ một lát đi trở lại cách đó không xa trương huyền nhíu mày khuyên can nói ừm nhẹ gật đầu lạc huyền thanh khoát tay mọi người ngừng lại cùng thời khắc đó lăng không trào một cái không gian trước mắt vặn vẹo hình thành vòng tròn như bọt khí bao phủ nó ở bên trong được rồi khóa đối phương lại lạc huyền thanh giống như rút sạch tất cả lực lượng của thân thể khuôn mặt trở nên trắng bệch vô cùng suy yếu kích hoạt huyết mạch có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định tính lúc trước Trương Khiêm chỉ vận dụng ba chiêu, liền không dơ nổi nắm đấm, hắn cùng hồ lô chiến lâu như vậy, liên tục thi triển đâu chỉ trăm chiêu, đã rất đáng sợ. Chúc mừng! Trong mắt mang theo hâm mộ, có điều đám người viên hiểu đều ôm quyền chúng mừng. Bọn họ là nhận lời mời, tới giúp thu động hư hồ lô, dù cũng rất muốn bảo vật này, nhưng sẽ không phá đạo nghĩa cùng chuẩn tắc trong lòng. Huống chi, Lạc Huyền Thanh bất kể thân phận hay địa vị, đều không phải là bọn họ có thể đắc tội nếu như không có mọi người giúp một tay, sẽ không có khả năng thành công. Gật gật đầu, Lạc Huyền Thanh trả lời, đang định thu không gian bọt khí vào chữ vật giới chỉ, đợi thân thể khôi phục, lại triệt để luyện hóa hồ lô này, đột nhiên, gia hỏa đã bị đánh thê thảm kia chấn động mạnh một cái. Tê Lạp, bọt khí xuất hiện một lỗ hổng, hồ lô trực tiếp vọt ra. Nguy rồi, con người của Lạc Huyền Thanh co rụt lại, tràn đầy lo lắng. Kích hoạt lực lượng huyết mạch tiêu hao sạch sẽ, mặc dù lúc này hắn không đến mức tu vi giảm lớn nhưng toàn thân suy yếu một chút lực lượng cũng không có đối phương chạy trốn căn bản bắt không được dừng lại cho ta đám người viên hiểu ngăn cản lực lượng đồng thời vung tới mất công phu lớn như thế trên người bị hồ lô này để lại vô số ấn ký mắt thấy thành công lại thất bại trong gang tắc thật sự sẽ khóc đấy siêu 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 hồ lô như biết quỹ tích công kích của bọn họ thân thể nhẹ nhàng uốn éo tránh thoát lực lượng như mưa to, thời gian nháy mắt vượt qua tốc độ thanh âm, vào tới một phương hướng. Chính là Trương Huyền. Cái này, ra đầu Trương Huyền nổ tung, thiếu chút nữa ngất đi. Lần này tới, vốn không có ra tay, một mực trốn ở trong góc đánh xỉ dầu, đánh đấm giả bộ cho có khí thế. Người qua đây làm gì? Trương Sư cẩn thận, mọi người lo lắng hét lớn. Tốc độ của đối phương nhanh chóng, biết tránh né đã không kịp, Trương Huyền cắn răng một cái, giống như trước đó, nghênh đón tiếp lấy. Hô, bàn tay tiếp xúc đối phương, lập tức cảm thấy lòng bàn tay đau rát, bị đối phương xé ra một lỗ hổng dữ tợn, máu tươi bắn tung tóe. Ông, huyết dịch tưới lên người hồ lô, nó cũng không tránh né, lần nữa nhoáng một cái, dầm, đi tới trước bụng dưới. Hồ lô mạnh như vậy, thật muốn đụng vào, tất nhiên ruột xuyên bụng nát, lập tức trọng thương. Oan có đầu, nợ có chủ, muốn bắt ngươi là bọn họ, làm gì tìm ta? Trương Huyền sắp khóc, có điều cũng biết lúc này không phải thời điểm xoắn suýt, chân khí trong cơ thể vận chuyển, muốn bắt lấy, lại phát hiện bắt hụt, hồ lô đụng bụng dưới một cái, nhưng cảm giác đau đớn trong tưởng tượng không có xuất hiện, ngược lại hồ lô trực tiếp biến mất. Cái này, Trương Huyền xứng sờ, có chút không rõ ràng cho lắm. Những người khác cũng đồng loạt nhìn qua, mang theo nghi ngờ. Hồ lô đâu? Quay một vòng, cũng không phát hiện, Trương Huyền tinh thần nội thị, đột nhiên bờ môi run rẩy. Làm sao lại chạy tới đan điền của ta? Chỉ thấy trong đan điền của hắn, một cái hồ lô đang lười biếng nằm ở bên trong, thấy thần thức của hắn quét tới, còn cố ý vặn vẹo cái mông, tràn đầy đắc ý. Cái gì? Vội vàng đi tới trước mặt, thần thức lan tràn, Lạc Huyền Thanh đặt mông ngồi dưới đất. Người đây là, luyện hóa nó. Luyện hóa? Động hư hồ lô có thể giúp chủ nhân lĩnh ngộ động hư cảnh, chỉ cần luyện hóa, liền có thể hòa vào đan điền. Lạc huyền thanh tràn đầy không dám tin tưởng. Chỉ là, luyện hóa hết sức phức tạp, không chỉ cần tinh huyết, càng quan trọng hơn là, tu vi nhất định phải đạt tới thánh vực thất trọng đỉnh phong, mới có thể để cho nó khuất phục, cam tâm nhận chủ, thực lực của ngươi chỉ có suốt khiếu cảnh đỉnh phong, tranh lệch hai đại cấp, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hao tốn vô số, tiêu hao vô số tâm huyết, rốt cuộc tìm được động hư hồ lô, kết quả còn chưa kịp luyện hóa, Liền chạy vào đan điền người khác, lạc huyền thanh che ngực, nghẹn không thở nổi. Ta không muốn luyện hóa ha hát, hồ lô, người đi ra cho ta. Khuôn mặt của Trương Huyền cũng trắng bệch, vội vàng nói. Lần này hắn thật sự là đến giúp anh vợ thu hoạch bảo vật, đồng thời không có ý định cướp đồ vật của người ta, người tìm đan điền của ta làm gì. Ta thật vất vả xây dựng hình ảnh tráng lệ quang chính. Đều bị ngươi hủy. Hô hô, hồ, hồ. hồ lô tiếp tục uốn éo cái mông. Ngươi, chương 2579, ngươi hạ độc. Hai, thấy người này một bộ tiểu nhân đắc chí, trương huyền tức giận run rẩy lại không thể làm gì, đành phải ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt. Lạc huynh, ta thật không muốn luyện hóa. Ta biết, lạc huyền thanh lắc đầu. Bảo vật có linh, xem ra thứ này không thuộc về ta, cưỡng cầu không được. Mặc dù buồn bực sắp hộp máu, nhưng hắn cũng nghĩ thông. Bảo vật có linh, tiêu tốn tâm huyết lớn như thế cũng không nhận chủ, ngược lại vọt thẳng đến đan điền của trương sư, nói rõ người ta căn bản không coi trọng hắn. Ta, mặt ức đến thấu hồng, trương huyền không biết giải thích như thế nào. Cái này gọi là chuyện gì, chỉ tới giúp một tay, lần này được rồi, biến thành như vậy, về sau ai còn dám gọi hắn ra ngoài tìm kiếm bảo vật. Mục đích là huynh luyện hóa hồ lô, là vì đột phá động hư cảnh, nếu như ta có thể giúp người đột phá, có phải có động hư hồ lô hay không, đều không quan trọng hay không? Một lát sau, Trương Huyền nhìn qua. Nhìn bộ dạng vô lại của đối phương, trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đi ra, nhưng mà cướp đi đồ tốt của đối phương, trong lòng thực sự băn khoăn. Giúp ta đột phá. Lạc Huyền thanh sững sờ, sau đó lắc đầu. Đột phá động hư cảnh sao mà khó khăn, vô số người kẹt ở cảnh giới này, muốn vượt qua mà không thể được, không có động hư hồ lô, nào có dễ dàng thành công như vậy không phải hắn không tin trước đối phương mà là thánh vực bát trọng động ngư cảnh dính dáng đại đạo thực sự quá khó khăn vô số danh sư cửu tinh chỉ điểm cũng làm không được chỉ có thể dựa vào lĩnh ngộ của mình huống chi một tiểu nhân vật xuất khiếu cảnh đỉnh phong dù sao cũng như vậy không ngại thử một chút trương huyền nói đổi lại trước kia chưa xem qua thư tịch thánh vực bát trọng dù thư viện cho ra thiếu hụt cũng không biết làm sao sửa lại không thể chỉ điểm cho người khác nhưng bây giờ lĩnh ngộ không gian đạt đến diễn không thiên thư đệ tam trọng càng luyện hóa động hư hồ lô cùng dây leo đối với loại lực lượng thánh vực bát trọng mới có thể nắm giữ kia đã có hiểu rõ nhất định lại mượn nhờ thư viện cho ra thiếu hụt có lẽ thật có thể để hắn đột phá xung kích cấp bậc cao hơn thử ta đã như vậy làm sao thử lạc huyền thanh cười khổ mới vừa kích hoạt huyết mạch thân thể hư nhược không bằng người bình thường đừng nói xung kích cảnh giới đi lại cũng rất khó Ta nghĩ phương pháp giúp người loại bỏ ảnh hưởng do kích hoạt huyết mạch mang tới. Tinh thần trở lại thức hải, trương huyền cẩn thận quan sát thư tịch vừa rồi lấy được. Thời điểm mấy người chiến đấu với hồ lô, liền hình thành thư tịch, cũng không phải cố ý theo dõi đối phương, mà là nghiên cứu tình huống thánh nhân quý tộc sau khi kích hoạt huyết mạch một chút, vì về sau đi trương ra cướp cô dâu, trước thời hạn làm ra chuẩn bị kích hoạt huyết mạch, tương đương với hao tổn tinh khí thần, một khi sử dụng. Thân thể sẽ nằm ở một cảnh giới vô cùng thiếu thốn, không cách nào vận dụng lực lượng, cưỡng ép sử dụng, không những không thể phát huy sức chiến đấu mạnh nhất, còn có thể để tu vi lùi lại, nhiều năm tu luyện sẽ thất bại trong gang tấc. Nhìn thấy ghi chép trên thư tịch, Trương Huyền nhíu mày. Tiềm lực, nguyên khí cùng tinh lực của một người là có hạn độ, kích hoạt huyết mạch tương đương với trước thời hạn tiêu hao nó, không có thời gian tích tụ, muốn khôi phục gần như không có khả năng thiên đạo chân khí có khả năng chữa trị thương thế, phá tan kinh mạch tắc nghẽn, khôi phục tinh khí thần bị thương. Đối với kích hoạt huyết mạch có hiệu quả hay không? Trong lòng Trương Huyền đột nhiên động một cái. Hắn tu luyện chân khí, tinh thuần đến cực điểm, có thể tùy tiện đi vào kinh mạch, tế bào người khác, chữa trị địa phương bị hao tổn, kích hoạt huyết mạch này thoạt nhìn không bình thường, nhưng trên bản chất cũng là tiêu hao bản nguyên, có lẽ cũng có hữu dụng. Nghĩ đến đây, Trương Huyền nhìn lại. Lạc huynh, Ta nghĩ đến một phương pháp có lẽ có thể để cho người bây giờ suy yếu mau chóng khôi phục. Ồ, phương pháp gì? Kẻ trước mắt này, một đường đến nay, mang tới kỳ tích thực sự quá nhiều, mặc dù cảm thấy khôi phục nhanh chóng không có khả năng, nhưng Lạc Huyền Thanh vẫn nhìn lại. Thật có loại phương pháp này, thánh nhân quý tộc đã sớm sử dụng, không đến mức ai cũng bó tay toàn tập. Rất đơn giản. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một cái bình, đưa tới, bình tĩnh nói: uống rượu này đi uống rượu còn tưởng rằng nghĩ ra biện pháp gì kết quả lại là cái này lạc huyền thanh nhịn không được nhíu mày lúc này lực lượng của lạc huyền thanh hao hết nguyên khí tổn hao nhiều động cũng không thể động uống rượu thương thân ta nhìn vẫn là thôi đi bích hồng âm ngăn cản đã ngồi dưới đất không đứng lên nổi còn để người ta uống rượu không phải là nghiêm túc a à? nếu trương sư quả thật muốn uống ta cùng ngươi viên hiểu tiến về phía trước một bước. Ta đang giúp hắn nghĩ biện pháp, khôi phục tổn thương do kích hoạt huyết mạch mang tới. Lắc đầu, Trương Huyền nhìn chầm chầm Lạc Huyền Thanh. Nếu như Lạc Huynh tin tưởng ta, có thể thử một chút, một khi thành công, ta có thể nghĩ biện pháp để ngươi ngày hôm nay đột phá đến thánh vực bát trọng, thất bại, nhiều nhất một vò rượu mà thôi, đối với thân thể hẳn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cái này, tốt a à? Dừng lại một chút, thấy đối phương kiên trì, Lạc Huyền Thanh nhẹ gật đầu, đưa tay nhận lấy vỏ rượu, ngửa đầu uống vào. Cô 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 cục cục. Rượu vào cổ họng, cảm giác chua cay sông lên, Lạc Huyền Thanh đang cảm thấy thanh niên trước mắt có chút hồ đồ, đột nhiên con người co rụt lại, thân thể không tự chủ được run rẩy. Rượu này, có vấn đề. Người hạ độc. Khuôn mặt viên hiểu trầm xuống, khí tức trên người tăng vọt. Lạc Huyền Thanh. Trương Huyền chương 2580, Lạc Huyền Thanh đột phá 1. Không phải hạ độc, sắc mặt của Lạc Huyền Thanh đang khôi phục. Trương Huyền còn không có giải thích, Bích Hồng Âm ở một bên mở lời. Thân là nữ tử quan sát cẩn thận, liếc mắt liền nhìn ra không đúng. Dù thoạt nhìn Lạc Huyền Thanh vẫn cực kỳ suy yếu, một chút lực lượng đều không bỏ ra nổi, nhưng sắc mặt lại hồng nhuận hơn rất nhiều, không giống trước đó thảm như vậy. Vẻ mặt viên hiểu xấu hổ, vò đầu. Trước đó xích vĩ phong vương độc không chết người này, hơn nữa còn nói muốn hạ độc chết Trương Thuần, để trong lòng hắn có thành kiến, Lạc Huyền Thanh nói không đúng, lập tức nghĩ đến điểm ấy. Ưng ực, ưng ực, uống hết một vò rượu ngon, bởi vì không có chân khí áp chế, cả người Lạc Huyền Thanh có vẻ say khướt, có điều bất kể vẻ mặt hay trạng thái, đều tốt hơn trước đó rất nhiều. Nếu như nói trước đó giống như bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong, hiện tại đã thoát ly quỷ môn quan, tĩnh dưỡng thật tốt, có thể sống lâu trăm tuổi. Còn rượu không? Ánh mắt lờ mờ, Lạc Huyền Thanh nói. Cho. Lần nữa lấy ra một vò, đưa tới. Cảm ơn. Tiện tay nhận lấy, Lạc Huyền Thanh tiếp tục từng ngụm từng ngụm nuốt. Sau khi kích hoạt huyết mạch, cả người nguyên khí đại thương, không khôi phục một tháng, căn bản không có khả năng dùng lực lượng. Kết quả, uống một vò rượu, loại cảm giác suy yếu từ sâu trong nội tâm sinh ra kia liền dần dần biến mất để hắn có chút không dám tin tưởng sau khi kích hoạt huyết mạch làm sao giải quyết vấn đề hư nhược vẫn là nam để thánh nhân quý tộc luôn nghiên cứu đã tồn tại vài vạn năm không có biện pháp gì bằng vào một vò rượu liền có thể giải quyết nương theo rượu tiến vào cơ thể càng ngày càng nhiều thể lực của mình cũng không ngừng khôi phục đợi vò rượu thứ hai triệt để uống hết loại cảm giác suy yếu này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa trương sư tràn đầy khiếp sợ Nhịn không được ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trước mắt, muốn biết đến cùng làm được như thế nào. Nhắm mắt lại, không nên chống cự. Khoát tay áo, đánh gãy đối phương, Trương Huyền cong ngón búng ra, vô số cây châm bạc đâm tới. Xì 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 xì. Châm bạc vừa tiến vào thân thể, Lạc Huyền Thanh lập tức cảm thấy một cỗ lực lượng đặc thù chạy toàn thân, trước đó bởi vì kích hoạt huyết mạch mà kinh mạch bế tắc, dần dần thông suốt. Sau khi kích hoạt huyết mạch, Người thật giống như cơ quan cao tốc vận chuyển, trước đó lực lượng đi vào kinh mạch chật hẹp, sẽ dần dần ngưng kết, lần nữa ngăn chặn để lực lượng khó mà vận chuyển. Bởi vậy, đồ vật ngăn chặn kinh mạch thật ra không phải tạp chất, mà là chân khí, chỉ là không cách nào tan ra mà thôi. Lúc này, châm bạc mang tới lực lượng, khơi thông chân khí ngưng kết, giống như hàn băng rơi vào trong nước sôi, lần nữa khôi phục, trong nháy mắt, Lạc Huyền Thanh cảm thấy lực lượng trong cơ thể lần nữa tràn đầy, khí lực cuồng bạo tuôn ra tỏa ra bốn phía. Cái này, hai mặt nhìn nhau, đám người viên hiểu trợn mắt hốc ngồm. Uống hai vào rượu, khôi phục thể lực, có thể nói ở trong rượu thêm không ít dược liệu kỳ lạ, là một loại linh vật đặc thù. Đâm mấy châm, chân khí lần nữa tràn đầy, có chút quá khoa trương đi. Chân khí khôi phục, Lạc Huyền Thanh không còn tinh thần suy sụp như trước đó, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một viên thuốc, trực tiếp nuốt xuống. Kéo kẹt, kéo kẹt dược vật vào bụng liền tan, lực lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, không đến nửa canh giờ, liền trở lại đỉnh phong. Người quả nhiên giải quyết vấn đề kích hoạt huyết mạch. Đứng dậy, cảm nhận được trong cơ thể tràn đầy chân khí, nhìn về phía thanh niên trước mắt, lạc huyền thanh cực kỳ khó tin. Từ nhỏ đến lớn, tộc nhân đều một mực cảnh báo, huyết mạch không nên tùy tiện kích hoạt, nếu không, nguyên khí tổn hao nhiều. Nằm mộng cũng nghĩ không ra, ra hỏa nhận biết khi khảo hạch trận pháp sư kia, tùy tiện liền có thể giải quyết. Đây là một loại bí pháp đặc thù, đối với mình hao tổn cũng rất lớn, mong chư vị đừng tiết ra ngoài. Vẻ mặt Trương Huyền trở nên trắng, khoát tay áo. Tu vi của Lạc Huyền Thanh thực sự quá cao, chân khí hùng hậu, hắn suýt chút nữa tiêu hao sạch lực lượng trong cơ thể mới thuận lợi giải quyết. Xem ra sau này, loại sự tình đó không cần ôm nhiều cho thỏa đáng, nếu không cứu không được mấy người, hắn trước hết chết ngay tại chỗ. Ừm thấy bộ dáng của hắn, mọi người biết tất nhiên hao tổn cực lớn, đồng thời nhẹ gật đầu. Thực lực của Lạc huynh triệt để khôi phục, vậy liền trực tiếp trùng kích Thánh vực Bát Trọng đi. Điều chỉnh một hồi, Trương Huyền khôi phục một chút, mở miệng nói. "Tốt." Lạc Huyền thanh lo nghĩ. "Vậy, ta nên làm như thế nào?" Dù thực lực của hắn khôi phục, nhưng muốn trùng kích động hư cảnh, còn không có cách nào, nếu không cũng không cần khổ cực chạy đến nơi đây tìm kiếm Hồ Lô như vậy. Người luyện hóa thứ này. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra một đoạn dây leo đưa tới. Cái dây leo này, dù không có uy lực lớn như động hư hồ lô, nhưng cũng ẩn chứa lực lượng động hư, từng tầng từng tầng không gian, tựa như tổ ong, luyện hóa thứ này, hẳn là đối với đột phá có ích lợi rất lớn. Nguyên nhân chính là có dựa dẫm này, mới dám bằng lòng trợ giúp Lạc Huyền Thanh sung kích. chương 2581, Lạc Huyền Thanh đột phá 2. Tốt, nhẹ gật đầu, Chân khí của Lạc Huyền Thanh tràn vào trong đó, bắt đầu nghĩ biện pháp luyện hóa. Đây chỉ là một đoạn nhỏ của toàn bộ dây leo, luyện hóa không tính quá khó khăn, không đến 3 canh giờ, liền hòa tan vào thân thể. Thu vào đan điền. Thấy động tác của hắn chậm như vậy, Trương Huyền tiếp tục nói. Trong khoảng thời gian này, lực lượng tiêu hao sạch của hắn cũng triệt để khôi phục, ngón tay bỗng nhiên điểm một cái. Âm. Um, dây leo lập tức chui vào đan điền của Lạc Huyền Thanh. Cái này, con người của Lạc Huyền Thanh co rụt lại, tràn đầy khó tin. Trong mắt hắn, dây leo này chỉ là vật phẩm bình thường, coi như luyện hóa cũng không phát hiện dị thường, hòa vào đan điền mới phát hiện, trong đó ẩn chứa vô số không gian, lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu. Có thể nói, thứ này hòa vào đan điền, hiệu quả không kém động hư hổ lô chút nào. Đột phá đi, biết hắn nghĩ cái gì, Trương Huyền cũng không giải thích. Thời điểm quan sát dây leo, hắn dùng minh lý chi nhãn, có thể rõ ràng nhìn ra đồ vật bên trong, những người khác không có loại năng lực này, tự nhiên không thể nhận ra được. Tốt, biết lực lượng đạt tới đỉnh phong, lại có dây leo, chính là cơ hội tốt nhất, Lạc Huyền Thanh không nói thêm lời, lập tức khoanh chân ngồi xuống, điều chỉnh hô hấp, trong nháy mắt liền tiến vào trạng thái tu luyện. Không biết qua bao lâu, một tiếng nổ vang kịch liệt, một đạo khí thức cường đại từ trên người hắn chảy ra, lực lượng liên tục tăng lên, thời gian nháy mắt đã đột phá thánh vực thất trọng nhập hư cảnh ràng buộc. Bất quá vừa tới nửa bước động hư cảnh, liền chậm rãi ngừng lại. Làm sao vậy, xung kích không đến thánh vực bát trọng. Thấy lực lượng gia tăng đình trệ, Trương Huyền mang theo nghi ngờ. Giúp đối phương khôi phục lực lượng, điều chỉnh trạng thái, lại cắt một đoạn dây leo đưa ra ngoài, dựa theo tình huống bình thường, hẳn là có thể xung kích đến động hư cảnh, vì sao mới nửa bước liền dừng lại. Chỉ cần bằng lòng, có thể xung kích bất quá thánh vực bát trọng động hư cảnh lĩnh vực tự thành động thiên tương đương với đang cùng chống lại không gian ngoại giới xung kích cảnh giới này ở trong không gian gấp không còn lực lượng đối kháng coi như thành công sức chiến đấu cũng sẽ yếu bớt không ít lạc huyền thanh nói ah à trương huyền bừng tỉnh hiểu ra hắn là dựa vào lĩnh ngộ không gian giúp đối phương đột phá trên thực tế đối với động hư cảnh không hiểu chút nào nghe đối phương nói mới hiểu được Động hư cảnh, mở ra động thiên, muốn động thiên này trở nên mạnh mẽ, không gian gấp tự nhiên làm không được. Bên ngoài, không gian càng thêm ổn định, ở nơi đó hoàn thành thuế biến, không luận lực lượng hay tiềm lực, đều sẽ trở nên càng tốt hơn. Thật giống như sinh con, không trải qua sinh đẻ, mà đi sinh mổ, dù ít chút đau đớn, nhưng đối với hài tử mà nói, năng lực tim phổi sẽ yếu hơn không ít. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, xung kích thánh vực bát trọng, sẽ có lôi kiếp ở thánh tử điện độ kiếp, sẽ giảm bớt tâm ma công kích, lại càng dễ thành công. Lạc huyền thanh nói tiếp. Trương huyền không nói thêm lời. Thánh tử điện, ẩn chứa khí thức khổng sư cùng lịch đại danh sư lưu lại, đường đường chính chính, thời điểm độ kiếp, tâm ma xác thực không dám làm loạn. Đối với sung kích cảnh giới mà nói, so với ở bên ngoài sẽ dễ dàng nhiều. Dù sao không phải người nào cũng giống như hắn, tùy tiện liền có thể nói tâm ma dập đầu bái sư. Thật thành công, Đến cùng làm sao làm được? Thấy Lạc Huyền Thanh vừa mới kích hoạt huyết mạch, đứng lên cũng không nổi, ở dưới Trương sư trợ giúp, thuận lợi đột phá đến nửa bước động hư, đám người viên hiểu, Bích Hồng âm kích động đến vẻ mặt đỏ lên. Dù bọn họ còn không có đạt tới nhập hư cảnh đỉnh phong, cách đột phá còn một đoạn, nhưng chỉ cố gắng tu luyện, trong vòng mấy năm khẳng định có thể hoàn thành. Vị Trương sư này lợi hại như thế, để hắn giúp một tay, một khi thành công, thực lực bạo tăng, trở lại trong tộc cũng có thể nắm giữ đại quyền một phương. Lạc huynh, đột phá đến nửa bước động hư, thực lực tăng lên bao nhiêu? Vân Liên Hải nhịn không được nhìn qua, đột phá nhanh như vậy, bọn họ cũng lo lắng có phải tu vi củng cố không triệt để hay không. Tăng lên bao nhiêu? Biết mọi người lo lắng, Lạc Huyền thanh cười ha ha một tiếng, bàn tay đưa về phía trước. Tạch tạch, không gian trước mắt lập tức xuất hiện vết rách, bị xé nứt một khối. Mọi người giật nảy mình, Mặc dù đây là không gian gấp, đối phương cũng có lĩnh ngộ không gian vượt qua người thường, nhưng uy lực kia thật sự quá lớn, một chút động hư cảnh sơ kỳ, thậm chí trung kỳ muốn làm được cũng rất khó. Không cần lo lắng, phương pháp đột phá của trương sư, không có vấn đề chút nào, hiện tại để cho ta gặp phải trương thuần, có thể đánh hắn tới ngay cả cha ruột cũng không nhận ra. Trong mắt lóe lên ánh sáng, lạc huyền thanh tràn đầy hưng phấn. Cùng trương thuần giao thủ rất nhiều năm, hắn đột phá một tầng, đối phương cũng đột phá hai người ai cũng kéo không được ai nguyên nhân chính là như vậy mới liều mạng muốn tìm động hư hồ lô triệt để vượt qua đối phương không nghĩ tới mặc dù động hư hồ lô không đồng ý hắn lại cũng thành công đột phá có loại thực lực này trở lại thánh tử điện không đánh tên kia ai cũng nhận không ra hắn liền không họ lạc vậy là tốt rồi lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm lần nữa nhìn về phía trương huyền trong mắt tràn đầy hừng hực Ê, Thấy vẻ mặt của mọi người, Trương Huyền không tiện nói nhiều, gãi đầu một cái. Hiện tại giải quyết sự tình động hư hồ lô, chúng ta nên về thánh tử điện a. Trước không trở về, nếu nơi này di tích không nên chỉ có động hư hồ lô. Ta mời Vân Liên Hải tới, mục đích là mượn nhờ năng lực của hắn, tìm kiếm khắp nơi, có lẽ có thể tìm tới càng nhiều bảo vật trân quý. Lạc Huyền thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói: Chương 2582, không gian hình vòng một cái di tích này, mượn nhờ núi sông địa thế chung quanh, đồng thời bóc ra một linh mạch, chuyên môn cung cấp lực lượng, tuyệt không có khả năng chỉ lưu lại một động hư hồ lô, tất nhiên sẽ có nhiều thứ hơn. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, nhìn về phía những người khác, chỉ thấy đám người bích hồng âm cũng không kinh hãi, giờ mới hiểu được. Xem ra mấy người này đều biết điểm ấy, mới biết rõ nguy hiểm, cũng ra sức giúp Lạc Huyền Thanh lấy được động hư hồ lô. Vân Liên Hải, liền nhờ ngươi. Lạc Huyền Thanh xoay đầu lại, Ừm, Vân Liên Hải cũng không chối từ, lần nữa sử dụng bí pháp, nhất thời từng cơn sóng gợn từ trong mi tâm không ngừng dập dần ra. Vượt qua trận pháp không thể sử dụng lực lượng không gian vừa rồi kia, nơi này càng bao la, gợn sóng nhộn nhạo rất lâu, thẳng đến thân thể của Vân Liên Hải có chút run rẩy, lúc này mới ngừng lại. Thế nào? Ta cảm ứng được một chút vật phẩm cổ xưa, nhưng không biết có phải bảo vật hay không. Thở hồn hển vài hơi, khôi phục một chút, Vân Liên Hải nói dẫn đường đi. Lạc Huyền Thanh mở lời. Cũng không nhiều lời, Vân Liên Hải xác định phương vị, đi thẳng về phía trước. Đi hơn 10 phút, mọi người ngừng lại. Dòng sông trên bầu trời, vị trí hầu như không có biến hóa, nơi này không phải có khốn trận chứ. Bích Hồng âm cao mày. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy dòng sông linh khí trên trời, cùng vị trí mới vừa gặp không có phát sinh biến hóa quá lớn, giống như hơn 10 phút này, một mực dừng lại ở nguyên chỗ, chưa hề tiến lên không phải khốn trận, mà là vặn vẹo không gian. Trần chờ một chút, Lạc Huyền Thanh nói. Đã tới nửa bước động hư cảnh, lĩnh ngộ không gian càng thêm cường đại, giờ phút này cũng phát hiện không đúng. Vặn vẹo không gian, Bích Hồng âm nghi ngờ. Thời điểm bọn họ tới, là thông qua không gian vặn vẹo đi vào, nhưng nơi này vô cùng trống trải, hoàn toàn khác biệt cái phễu lúc trước, vì sao cũng giống nhau. Chúng ta bình thường gặp được không gian, đều là lập thể, mà bây giờ cái này, như vòng tròn cong lại chúng ta đi ở bên trong quay tới quay lui đều sẽ trở lại điểm xuất phát lạc huyền thanh nói không gian vặn vẹo ánh sáng cũng nương theo không gian vặn vẹo tiến hành chuyển biến cho nên thoạt nhìn đi là đường thẳng trên thực tế lại là vòng quanh nếu như có thể vượt ra nơi này liền có thể nhìn thấy thân thể của chúng ta cũng là uốn lượn không còn là hình thẳng trương huyền nhẹ gật đầu không gian vặn vẹo người rơi vào trong đó là không nhìn ra thật giống như người trên trái đất, bằng mắt thường là nhìn không ra địa cầu là hình cầu. Hai điểm trên giấy, ai cũng biết đường thẳng ngắn nhất, nhưng nếu như trang giấy uốn lượn, hình thành một vòng tròn, trước đó vẽ đường thẳng, không những không phải ngắn nhất, ngược lại là dài nhất. Hiện tại bọn họ là loại tình huống này, nhìn như không ngừng tiến lên, trên thực tế lại một mực xoay quanh tại chỗ. Vậy, chúng ta nên rời khỏi như thế nào? Viên hiểu nhịn không được nói. Nhìn nát không gian, chần chờ một chút lạc huyền thanh nói bích hồng âm lắc đầu không gian gấp không ổn định một khi xảy ra vấn đề chúng ta có thể sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này không gian gấp không ổn định như bên ngoài sau khi phá vỡ có thể tự động khôi phục một khi dùng lực lượng mẽ ở nơi này làm không cẩn thận sẽ dẫn đến triệt để sụp đổ mọi người có thể sẽ bị quấy thành bụi phấn không còn sót lại một chút cặn nguyên nhân chính là như vậy nơi này người đạt tới thánh vực bát trọng không cách nào đi vào cái này lạc huyền thanh cao mày hắn cũng biết chuyện này nếu không vừa rồi liền động thủ không đến mức một mực không lên tiếng thật ra thì không cần phá vỡ không gian trương huyền mở lời ồ mọi người đồng loạt nhìn qua mọi người nhìn dòng sông linh khí trên đầu bất luận chúng ta đi như thế nào đều treo ở phía trên nói rõ không gian của nó là ổn định không phải trồng chất trương huyền giải thích mọi người gật đầu nếu như dòng sông này cũng ở trong không gian gấp, hẳn là sẽ theo bọn hắn di động một chút, không có khả năng một mực dừng lại tại nguyên chỗ. Muốn thoát ly nơi này, chỉ cần nghĩ biện pháp đi vào dòng sông, đi ngược dòng nước là được. Không sai. Ánh mắt lạc huyền thanh sáng lên, nhẹ gật đầu. Vậy thì lên đường đi. Không trần chờ nữa, đám người đồng loạt bay lên, bay về phía dòng sông. Sông này, trên thực tế là một linh mạch, tiến vào bên trong, lập tức cảm thấy linh khí nồng nặc, cuồn cuộn vào tới, ép đến người hô hấp có chút dồn dập. Bàn tay của Lạc Huyền Thanh chảo một cái, hình thành một bọt khí không gian thật lớn, bao phủ mọi người ở bên trong, lúc này mới cảm giác được thoải mái hơn không ít, chậm rãi bay về phía trước. chương 2583, không gian hình vòng hai Cái linh mạch này, lúc đầu hoàn toàn có thể hình thành linh thạch tuyệt phẩm, vì tầm bổ không gian này, tiêu hao quá nhiều, đáng tiếc. Trương Huyền cảm khái. Linh mạch lớn như thế, nếu như vẫn ẩn chứa ở trong dãy núi, tuyệt đối có thể hình thành không ít linh thạch tuyệt phẩm, nhưng là vì duy trì không gian vận chuyển, một mực tiêu hao, đừng nói tuyệt phẩm, thượng phẩm cũng không thể sinh ra. Bất quá lại nói, thật muốn sinh ra linh thạch tuyệt phẩm, khẳng định sớm đã bị những thế lực siêu cấp kia phát hiện, đồng thời khai thác, cũng không có khả năng lưu đến bây giờ, để hắn được bảo bối như động ngư hồ lô. Đúng rồi, câu thông ra hỏa kia một chút, biết có Lạc Huyền Thanh bảo vệ, tạm thời không nguy hiểm gì, Trương Huyền cũng không nghĩ nhiều, tinh thần nội thị, lần nữa đi tới đan điền. Chỉ thấy gia hỏa từ tiện chui vào kia, đang bày tư thế cực kỳ thoải mái, nằm ngang ở trong đó, thoải mái không nói ra được. Gia hỏa này hấp thu máu của ta, hơn nữa nhận ta làm chủ, tương đương với đã bị luyện hóa. Thấy một cái hồ lô lại lớn lối như thế, Trương Huyền nhíu mày, tinh thần khẽ động, bắt đầu khởi động đối phương. Xì 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 bị lực lượng của hắn khống chế hồ lô quả nhiên xoay tròn trên không trung từng đạo lực lượng không gian giống như tổ ong chảy xuôi ở trong người dầm những lực lượng này quét qua trong đan điền nguyên bản tràn đầy thiên đạo chân khí lập tức sụp đổ xuất hiện một cái hố nhỏ xảy ra chuyện gì con người của trương huyền co rụt lại chân khí của hắn hao tốn thật lớn mới hoàn toàn khôi phục thế nào hồ lô tỏa ra lực lượng chiếu một cái liền biến mất một khối lớn không bình thường, không phải biến mất, mà là không gian nơi này phát sinh biến hóa, dung nạp chân khí càng nhiều. Quét một vòng, Trương Huyền nhịn không được ngây người. Chỉ thấy địa phương vừa rồi hồ lô đảo qua, cũng không phải chân khí bị bốc hơi, mà là không gian trở nên vặn vẹo, có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Đúng rồi, nếu như trong đan điền bố trí không gian hình vòng như thế, không chỉ dung nạp càng nhiều chân khí, muốn sử dụng tùy thời có thể lấy, tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Một cái ý nghĩ xông ra. Vừa rồi mọi người đi không gian gấp hình vòng, thoạt nhìn quỷ dị, để cho người ta không rõ có điều, một khi rõ ràng mạch suy nghĩ, liền đơn giản. Có thể bố trí ra ở trong đan điền, dung nạp chân khí không chỉ càng nhiều, chân khí còn có thể không ngừng vận chuyển, thời khắc không ngừng rèn luyện, càng quan trọng hơn là, tốc độ rút ra sẽ càng nhanh, lại không còn hạn chế. Nếu như có thể trong nháy mắt bạo phát ra tất cả chân khí có lẽ có thể thi triển ra tuyệt chiêu nhất kiếm đại hải. Mắt trương huyền sáng rực lên. Hiện tại sở dĩ hắn không cách nào tu luyện nhất kiếm đại hải, đồng thời thi triển ra, tu vi không đủ là mấu chốt, càng quan trọng hơn là tốc độ chân khí phát ra quá chậm. Thật giống như dòng sông to giống như đấm nắm, coi như tốc độ lại nhanh, một giờ có khả năng chảy ra nước cũng có hạn, nhưng biến thành dòng sông rộng mấy chục thước liền không đồng dạng. Dù là một cái hô hấp, cũng gấp vô số lần trước kia. Nhất kiếm đại hải so với nhất kiếm phá hải cần lượng chân khí càng thêm hùng hồn, nếu có thể bố trí ra loại không gian này để chân khí nhanh chóng bạo phát, có lẽ thật có thể thi triển ra. Thử một chút. Trong lòng hơi động, dựa theo bản thân lý giải không gian, bắt đầu điều khiển động hư hồ lô. Xì 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 xì, bị lực lượng của hắn cảm ứng, hồ lô chậm chạp xoay tròn, từng tầng từng tầng không gian bị thả ra ngoài, treo lơ lửng trong đan điền, như đang tạo tổ ong xem ra phải cần một khoảng thời gian mới có thể tạo dựng hoàn thành biết bị giới hạn thực lực coi như mượn nhờ động hư hồ lô muốn tạo dựng một không gian gấp hình vòng cũng cần tiêu tốn không ít công phu trương huyền thở dài một hơi mặc dù hồ lô vẫn rất chảnh nhưng có thể vận dụng nó hơn nữa không phản kháng cũng nói lên mình đã triệt để luyện hóa chỉ cần không làm loạn liền tốt chỉ bất quá hiện tại chân khí lại không đủ còn cần tìm kiếm linh thạch thấy không gian gấp trong cơ thể bị từng tầng từng tầng bố trí ra, như một cái tổ ong treo ở trong đó, Trương Huyền lần nữa sinh ra bất đắc dĩ. Trước đó tu luyện phong thánh giải, chân khí của hắn coi như tăng thêm rất nhiều, nhưng bố trí đan điền thành không gian gấp hình vòng, muốn rót đầy, cần chân khí sẽ càng nhiều. Thô sơ giản lược tính toán, so với trước đó tăng trọn vẹn lên gấp 10 lần. Nói cách khác, còn cần càng nhiều linh thạch, chuyển hóa thành chân khí tiến vào bên trong. Vốn đã nghèo, đi nơi nào tìm nhiều như vậy. Thực sự không được, xem ai độ kiếp, đi tìm lôi kiếp cũng không tệ. Xoa cầm, một cái ý nghĩ xông ra. Lần trước xung kích xuất khiếu cảnh đỉnh phong, lôi kiếp xuất hiện, để hắn trắng trợn hấp thu một phen, tiến bộ rất lớn, nếu ai độ kiếp, đi qua tản bộ một vòng. Có lẽ có thể tùy tiện tập hợp đủ chân khí trong đan điền, không đến mức phiền toái như vậy. Chờ ra ngoài, cùng Lạc Huynh thương nghị một chút, thời điểm hắn độ kiếp, để cho ta quan sát. Âm thầm nhẹ gật đầu, trong lòng Trương Huyền quyết định. Trải qua sự tình lần trước, lôi kiếp bình thường ẩn chứa lực lượng, đối với hắn mà nói, tác dụng đã không lớn, thực sự không được thì chờ thời điểm Lạc Huyền thanh độ kiếp, đi qua một chuyến, nghĩ biện pháp vớt chút chỗ tốt. Mau nhìn, đó là cái gì? Đang trầm tư, lại bị một thanh âm kéo về hiện thực, ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bọt khí đã bay đến phần cuối của dòng sông, một sơn mạch cao vút trong mây xuất hiện ở trước mắt. Sơn mạch này cũng không phải chân thực, giống như một bức tranh, treo ở chân trời, lại như hải thị thận lâu, cho người ta một loại cảm giác mờ ảo, có thể đứng xa nhìn mà không thể tới gần. Là cảnh giới tối cao của thư họa sư, thế giới trong tranh. Vẻ mặt lạc huyền thanh nghiêm túc nói. Thế giới trong tranh. Loại cảnh giới này vượt qua cảnh giới như thật như ảo, vẽ ra thế giới, nhân loại cũng có thể tiến vào bên trong sinh tồn. Lạc huyền thanh giải thích. Trương huyền nhẹ gật đầu, cẩn thận nhìn tác phẩm hội họa trước mắt, đột nhiên sửng sốt, con ngươi thu hẹp. Sơn mạch trong bức họa này, sao quen thuộc như vậy? Tựa như là, phong ấn mà thanh điền hoàng để cho ta phá giải kia. chương 2584, tại sao lại là ngươi? một Tại thanh nguyên đế quốc, thanh điền hoàng từng mang theo mặt nạ đồng xanh, đi thư hỏa sư công hội xin giúp đỡ, hắn thuận tiện giúp giải quyết, phát hiện bên trong ẩn giấu khổng sư hư tượng giờ phút này lại nhìn thấy một bức họa như vậy, hơn nữa cảnh giới cao hơn, sơn mạch cũng hoàn toàn giống nhau. Có phải vẽ cùng một nơi hay không? Nơi này không có khổng sư hư tưởng, cũng không biết là cố ý không vẽ, hay căn bản không có phát hiện. Trương huyền nhíu mày, cổ tay khẽ đảo, lấy bức tranh đó ra, so sánh với sơn mạch trước mắt, giống nhau như đúc, không có chút tranh lệch nào, chỉ là không có hình vẽ mỹ nữ đi tắm. Đây là bạch khê sơn của Liên minh đế quốc, cùng thánh tử điện là hai phương hướng, khoảng cách rất xa, muốn qua, thánh thú thánh vực thất trọng cũng cần bay ba tháng. Nhìn thấy bức tranh trong tay hắn, cùng phía ngoài trùng điệp, hầu như giống nhau như đúc, Lạc Huyền Thanh giải thích nói. Bạch Khê Sơn, nắm đấm của Trương Huyền căng thẳng. Thư họa xưa này, trình độ cũng không tệ, giống như đúc, vẽ ra toàn bộ thần vận của ngọn núi này. Lạc Huyền Thanh khen ngợi. Bức họa này, ở thanh nguyên đế quốc kinh động như gặp thiên nhân, nhưng ở trong mắt cao thủ như hắn chỉ được cho không tệ đúng vậy thu hồi bức tranh trương huyền tràn đầy kích động biết đây là bạch khê sơn có cơ hội nhất định phải đi qua một chuyến đã có khổng sư hư ảnh có lẽ ở phương vị mỹ nhân tắm liền có thể tìm được di tích khổng sư lưu lại hô hai người nói chuyện bọt khí từ trong dòng sông linh khí bay ra đi tới trước tác phẩm hội họa bức họa này có thể vào không nhìn tác phẩm trước mắt như chân thực Trương Huyền nhịn không được nói. Tiền bối lưu lại động hư hồ lô, lưu lại bức họa này, tất nhiên có mục đích của mình, nếu có thể đi vào xem một chút, có lẽ có thể biết càng thêm kỹ càng. Hẳn là có thể. Lạc Huyền Thanh gật đầu. Vậy ta xem một chút. Trương Huyền mỉm cười, thân thể nhoáng một cái bay tới đằng trước. Bức họa này, không có giấy, mà là vẽ ở trên không gian gấp, từng tầng từng tầng núi liền chung một chỗ, phi hành rất lâu, mới đi đến trước mặt núi lớn sơn mạch âm u tĩnh mịch, cho người một loại cảm giác uy nghiêm. Bay lên trên, rất mau tới vị trí mỹ nữ đi tắm, quét mắt một vòng, nhịn không được lắc đầu. Cùng địa phương khác không có khác biệt gì, đồng thời không có khổng sư hư tượng, cũng không có phát hiện không gian gấp gì. Mặc dù không có vẽ khổng sư, nhưng tiền bối lưu lại bức họa này, tất nhiên có dụng ý. Nếu như di tích này, thật sự là khâu ngô cổ thánh lưu lại, tất cả liền nói thông. Hắn là thị vệ của khổng sư, Lưu lại bức họa này, có phải là vì nhắc nhở hậu bối Bạch Khê Sơn? Có gì đó quái lạ. Nghiên cứu một hồi, biết chỉ là bức tranh, không có khả năng tìm ra đồ vật cụ thể, thân thể nhoáng một cái, lui đi ra. Mới trở lại trước mặt đám người Lạc Huyền Thanh, chỉ thấy núi lớn lắc lư, hóa thành vết mực. Bức họa này thời gian quá lâu, có thể duy trì nguyên trạng là bởi vì không có người đụng chạm, vừa rồi ngươi tiến vào, tương đương với chạm phải khí tức người sống, tự nhiên không chịu nổi. Lạc Huyền Thanh giải thích. Trương Huyền hiểu được. Thật giống như không ít đồ vật ở trong hầm mộ, hào quang diễm lệ, nhưng một khi lấy ra, sẽ lập tức biến thành bùn đất. Lại không giàu dĩ, tiếp tục nhìn phía trước, một thông đạo rộng lớn xuất hiện ở tầm mắt. Đi theo sau lưng đám người Lạc Huyền Thanh, đã trải qua đủ loại không gian vặn vẹo, chân đạp thực địa rơi trên mặt đất, nhất thời buông lỏng không ít. Ta cảm ứng bảo vật, nằm ở bên trong. Chỉ về phía trước, Hai mắt Vân Liên Hải sáng lên. Trước đó hắn còn có chút cảm ứng không rõ ràng lắm, đến nơi này đã cực kỳ rõ ràng, chỉ cần dọc theo thông đạo đi về phía trước, hẳn là có thể thuận lợi tìm tới không ít bảo bối. Tốt, nghe được bảo vật ở cách đó không xa, mà nói liền tinh thần tỉnh táo, đồng loạt đi thẳng về phía trước. Thời gian không dài, một cung điện xuất hiện ở trước mắt. Cung điện không tính quá lớn, cũng không xa hoa, đứng sừng sững không biết bao nhiêu năm cho người ta một loại cảm giác cũ kỹ. Nơi này đoán chừng sẽ có nguy hiểm, ta vào xem, các ngươi sau đó lại cùng lên. Lạc Huyền Thanh đi đến phía trước nhất, đi tới trước cửa. Cửa chính cung điện, toàn bộ từ đá điêu khắc thành, phía trên viết lít nha lít nhít phù văn. Là không gian phù văn, văn tự đặc thù do khâu ngô cổ thánh sáng tạo ra, thường xuyên quan sát, có khả năng lĩnh ngộ không gian pháp tắc, gia tộc bọn ta có chú giải kỹ càng về những văn tự này. Nhìn một cái, Lạc huyền thanh nhướng mày. Không gian phù văn. Trương huyền bừng tỉnh hiểu ra. Hắn ở khâu mô cung gặp qua, đại bi thiên ma trưởng là dùng loại kiểu chữ viết này, lúc ấy không biết đến cùng là cái gì, cuối cùng căn cứ hình dạng văn tự, học được pháp quyết. Nói như vậy, di tích này, thật sự là cổ thánh lưu lại. Bích hồng âm tràn đầy kích động. Khâu mô cổ thánh, mặc dù là tôi tớ của khổng sư, nhưng thực lực chân chính không kém tổ sư khai phái thánh tử điện bốc thương cổ thánh. Trọng yếu nhất là lĩnh ngộ không gian cực cao, nếu như có thể được hắn truyền thừa, đột phá thánh vực bát trọng, thậm chí xung kích cửu trọng, cũng chỉ là vấn đề thời gian. 89 phần 10, chỉ là trong gia tộc ta, thư tịch ghi chép sự tích của cổ thánh không ít, nhưng chưa từng nghe nói qua nơi này còn để lại một di tích. Lạc Huyền Thanh kỳ quái. Chương 2585, tại sao lại là ngươi? Hai, cái di tích này, thoạt nhìn hết sức phức tạp nhưng đối với loại cường giả như cổ thánh sợ chỉ là tiện tay mà làm thậm chí mình cũng chưa hẳn nhớ vân liên hải nói thân là gia tộc có khả năng tầm bảo đủ loại bảo tàng đã gặp thực sự quá nhiều không ít di tích đối với người sau mà nói vô cùng huyền diệu bảo tàng cũng cực kỳ chân quý nhưng đối với người lưu lại lại không đáng kể chút nào cảnh giới khác biệt ánh mắt tự nhiên không giống cũng phải trương huyền gật đầu thật giống như hắn hiện tại linh thạch thượng phẩm tác dụng đã không lớn, tùy tiện ném lên mấy trăm, hơn ngàn cũng không cảm thấy đau lòng, nhưng đặt ở vạn quốc liên minh, dù là một viên, cũng bị vô số người vây đỡ. Động hư hồ lô, bọn họ thoạt nhìn vô cùng chân quý, nhưng đối với cổ thánh mà nói, tiện tay ném đi cũng không tính là gì. Lạc huyền thanh, những phù văn này, người có nhận biết phía trên viết cái gì không? Vân Liên Hải hỏi, nói lưu cho hậu nhân, đại ý là, có thể đi đến nơi đây, nói rõ lĩnh mộ không gian rất khá có tư cách được truyền thừa của hắn còn có ghi phương pháp mở cửa nhìn chằm chằm văn tự trên cửa lạc huyền thanh nói những không gian phù văn này lạc gia đã nghiên cứu không biết bao nhiêu năm cơ bản đều có thể nhận biết truyền thừa người ý tứ là nơi này thật có cổ thánh truyền thừa ừm lạc huyền thanh nhẹ gật đầu hít sâu một hơi ta muốn mở cửa mọi người cẩn thận một chút đã đi tới đây tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Sau khi nói xong lui một bước, ngón tay lật lên, một đạo chân khí bừng sáng, trực tiếp nhấn tới cửa. Liên tục ba lần, hiện lên hình chữ phẩm, mặt ngoài cửa chính xuất hiện sóng gợn, kẹt kẹt, chậm chạp mở ra. Chân khí tuôn ra, ở chung quanh thân thể hình thành vòng bảo hộ. Mặc dù khâu ngô cổ thánh là thánh nhân danh khí rất lớn, nhưng nếu đã lưu lại truyền thừa, tất nhiên sẽ có đủ loại khảo hạch, vô cùng có khả năng tồn tại một ít cơ quan bẫy dập không thể không phòng đi vào gian phòng một lát sau lạc huyền thanh mới nhìn đám người vẫy vẫy tay không có nguy hiểm tất cả vào đi mọi người nối đuôi nhau đi vào chỉ có một đại sảnh trụi lùi thứ gì cũng không có một pho tượng đứng sừng sướng ở cách đó không xa là khâu ngô cổ thánh nhìn rõ ràng bộ dáng pho tượng trương huyền mở lời pho tượng này hết sức quen thuộc ban đầu ở khâu ngô cùng cũng thấy qua đây là cổ thánh đám người viên hiểu khiếp sợ dù bọn họ xuất thân danh môn nhưng cùng cổ thánh tranh lệch niên đại thực sự quá xa cũng chưa gặp qua ta gặp qua chân dung của cổ thánh cái này đích xác là hắn lạc huyền thanh lên tiếng mang theo nghi ngờ nhìn qua làm sao trương sư biết được lạc gia có chân dung của khâu ngô cổ thánh vị này từ thanh nguyên đế quốc đến làm sao có thể nhận ra mới vừa nói kiểu chữ là cổ thánh lưu lại ta cảm thấy pho tượng hẳn là hắn, đoán lung tung. Trương Huyền nói, khâu ngô cung nắm giữ diễn không thiên thư, tốt nhất đừng nhiều lời cho thỏa đáng. Thấy hắn không nguyện ý nhiều lời, biết mỗi người đều có cơ duyên, Lạc Huyền Thanh không nói thêm nữa, mà đi tới trước mặt, quỳ xuống. Rất cung kính dập đầu mấy cái, quay đầu nhìn mọi người giải thích. Lạc ra chúng ta cảm ngộ không gian, chính là truyền thừa từ cổ thánh, bởi vậy, tổ tiên quy định, chỉ cần gặp được pho tượng cổ thánh hoặc lưu lại ý niệm, nhất định phải quỳ lại, lấy lễ tiết tổ sư đối đãi. Truyền thừa từ cổ thánh. Trương Huyền tràn đầy kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía đám người viên hiểu, lại thấy bọn họ dường như đã sớm biết. Không gian dính dáng tiên thiên đại đạo, đại đạo duy nhất, không có khả năng giống như kiếm đạo, chia làm rất nhiều loại chân giải, đã như vậy, nhất mạch tương thừa liền rất đơn giản. Suy nghĩ một chút, liền bừng tỉnh hiểu ra khó trách lạc thánh lưu lại cổ thư có thể làm cho diễn không thiên thư trở nên hoàn mỹ, thích hợp tu luyện, nguyên lai cả hai xuất từ đồng nguyên. Hậu sinh vãn bối lạc huyền thanh, gặp qua khâu ngô cổ thánh. Làm xong những chuyện này, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, rơi vào trên bệ pho tượng. Ông, một tiếng kêu khẽ, trong nháy mắt cổ thánh tản mát ra vạn đạo quang mang, tượng đá nguyên bản ở tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi mở mắt. Cổ thánh ý niệm, đám người bích hồng âm, viên hiểu đều tràn đầy kích động, không dám trần trừ, theo sát ở phía sau, đồng loạt quỳ dạp xuống đất. Khâu ngô cổ thánh, là thánh giả còn cổ xưa hơn tổ sư khai phái của bọn hắn, tổ tiên gặp cũng phải quỳ xuống xưng hô một tiếng tiền bối, không dám bất kính. Năm đó đi ngang qua nơi này, trong lúc vô tình được một hạt giống động hư hồ lô, tiện tay trồng xuống, hy vọng có thể lưu cho hậu bối, có trợ giúp với hắn. Các người có thể đi tới nơi này, nói rõ nắm giữ không gian cực cao, có tư cách luyện hóa, hơn nữa được ta truyền thụ cơ duyên. Thanh âm của tượng đá chậm rãi vang lên. Cảm ơn cổ thánh. Đám người tràn đầy kích động, Lạc Huyền Thanh đang muốn nói chút lời cảm kích, đột nhiên nhìn thấy Trương Huyền ở cách đó không xa vẫn chưa quỳ xuống. Những mày nhịn không được trách mắng. Trương sư, nhìn thấy cổ thánh còn không hạ bái. Vừa mới mở lời, chỉ thấy pho tượng cổ thánh cũng xoay đầu lại, biến sắc, vẻ mặt như gặp quỷ. Tại sao lại là ngươi? chương 2586, di tích sụp đổ một. Người nhận ra ta, trương huyền sướng sờ, chỉ điểm ta tu luyện, để cho ta rõ ràng thiếu hụt trong tu luyện, nắm giữ tình nghĩa bán sư, làm sao nhận không ra. Tượng đá lay động, thanh âm vang lên, chỉ điểm tu luyện, tình nghĩa bán sư, trương sư, chỉ điểm cổ thánh, đám người lạc huyền thanh, bích hồng âm run rẩy thở mạnh cũng không dám. Chuyện này dính dáng quá lớn, sợ biết quá nhiều, sẽ bị giết người diệt khẩu. Nhưng, ngươi không phải một đạo ý niệm sao? Nghe hắn giải thích, Trương Huyền choáng váng. Dù ở khâu ngô cung bọn họ gặp mặt qua, nhưng ý niệm đều độc lập, dưới tình huống bình thường, chỉ cần rời khỏi di tích, liền không có khả năng cùng xuất hiện, sao có thể nhớ mình chứ? Ý niệm là độc lập, dưới tình huống bình thường là phía trước lưu lại, không cách nào biết được ý nghĩ cùng ký ức của ý niệm lúc sau, nhưng phía sau muốn biết được cái trước, không tính quá khó, huống chi ngươi còn tùy thân mang ở trên người, lấy lý giải đối với không gian của ta, lại càng thêm dễ dàng. Tượng đá giải thích, Trương Huyền hiểu được, khâu mô cung, hắn một mực mang ở trên người, dù hiện tại đặt ở trong chữ vật giới chỉ, đối phương thân là thánh nhân khống chế không gian, muốn biết chuyện phát sinh trong đó cũng không khó lắm. Khó trách có thể đi tới nơi này nhanh như vậy, hơn nữa thuận lợi lấy đi động hư hổ lô, là ngươi liền rất đơn giản, ầy, ta còn có việc. Gặp lại thấy hắn hiểu được, tượng đá cảm khái một tiếng, đột nhiên tạch tạch. Một vết nứt xuất hiện, ngay sau đó khí tức áp bức mọi người như thủy triều lui đi. Âm âm, ngay sau đó, liền thấy pho tượng vỡ vụn thành vô số khối, nhao nhao rơi xuống, mới vừa rồi ánh mắt còn sáng ngời lần nữa tối xuống. Cái này, cổ thành ý niệm, dập tắt, còn chưa nói truyền thừa a à. Lông mày nhảy loạn, đám người lạc huyền thanh nhịn không được nắm tóc. Trăm cây nhìn đắng chạy tới, mắt thấy truyền thừa ở trước mắt ai biết vị trương sư này nói hai câu tượng đá liền trực tiếp nổ tung ý niệm tiêu tán có cần hố như thế hay không đồng loạt xoay đầu lại trương sư trương huyền cũng mộng bức khâu ngô cổ thánh này quá không đáng tin cậy đi lần trước không nói ra truyền thừa là cái gì trực tiếp tán loạn lần này lợi hại hơn chỉ nói hai ba câu lại sụp đổ gặp qua nhiều ý niệm như vậy nhưng luận nhanh người này tuyệt đối là thứ nhất khó trách có thể sáng tạo tuyệt chiêu hành giả vô cương, hoàn toàn phù hợp bản tính nha. Bất quá, hình như, khổng sư cũng rất nhanh, trước sau thấy hai lần, đều không kịp hỏi thăm sự tình tiên thiên thai độc. Đôi chủ tớ này, thật là thích hợp. Hẳn là cổ thánh lưu lại khảo nghiệm, có khả năng truyền thừa lưu ở trong một nơi nào đó trong không gian gấp, cần chúng ta tìm kiếm, không có khả năng nói thẳng ra. Thấy ánh mắt của mọi người như muốn giết người, khóe miệng trương huyền có giật nói. Khâu ngô cung chính là như vậy, sau khi cổ thánh ý niệm biến mất, cẩn thận nghiên cứu ba chữ khâu ngô cung, mới thuận lợi tìm ra diễn không thiên thư truyền thừa. Cùng là một người, hẳn sẽ là một cái đức hạnh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau. Năm đó tổ tiên được khâu ngô cổ thánh truyền thừa, lĩnh ngộ không gian pháp tắc, dường như cũng từng có trải qua tương tự, trương sư nói không sai, loại người như cổ thánh, thật muốn lưu lại truyền thừa, tất nhiên sẽ tiến hành khảo hạch nhân phẩm, tính cách, trí tuệ, làm sao có thể chỉ gặp mặt một lần liền dốc túi truyền thụ một lát sau lạc huyền thanh nói tất cả mọi người tìm bốn phía một chút đi hẳn là sẽ có phát hiện thấy hắn giảng hòa trương huyền thở phào nhẹ nhõm nói đám người bích hồng âm gật đầu đứng dậy dọc theo bức tường chậm rãi xoay chuyển bức tường cung điện cũng không biết nham thạch gì dựng thành giống như cửa chính điêu khắc chữ viết đám người bích hồng âm xem không hiểu đồng loạt nhìn về phía lạc huyền thanh những cái này không phải công pháp chỉ là phù văn gia cố cung điện tuy nơi này là không gian gấp không có mưa gió xâm nhập có thể duy trì vài vạn năm không hư thứ này không thể bỏ qua công lao lạc huyền thanh giải thích cái không gian này bởi vì trồng chất quá nhiều linh khí lại dồi dào không có phù văn gia cố cung điện khẳng định đã sớm sập truyền thừa hẳn cũng thuộc về phạm trù bảo vật vân liên hải không biết người có thể tìm ra hay không thấy những vật này không dùng tất cả mọi người có chút buồn bực, đồng loạt nhìn về phía Vân Liên Hải cách đó không xa. Đã có khả năng tìm tới nơi này, có lẽ cũng có thể tìm được cổ thánh lưu lại truyền thừa, đến cùng là cái gì? Ta thử một chút đi. Nhẹ gật đầu, Vân Liên Hải sử dụng năng lực đặc thù, tiến hành tìm kiếm. Loại năng lực này của hắn, chỉ là vận dụng lực lượng huyết mạch, không thuộc về kích hoạt huyết mạch, tối đa là có chút tổn thương, sẽ không đến mức một tháng không cách nào dùng lực lượng mắt dọc ở mi tâm đảo qua, đột nhiên ngừng lại. Nơi này hình như có gì đó quái lạ. Nói xong chỉ một chỗ. Mọi người vội vã đi tới trước mặt. Chính là phía dưới pho tượng, mở ra đá vụn, tìm rất lâu, quả nhiên phát hiện dấu vết một không gian trồng chất. Quá tốt rồi. Ánh mắt tất cả sáng lên, ngón tay của Lạc Huyền Thanh nổi lên, nhấn tới. Ông! Một đạo quang mang lóe lên, một nhóm chữ lập tức từ chỗ trồng chất phun ra ngoài, sao động ở trước mặt mọi người. Đại Bi Thiên Ma Quyền chương 2587, Di tích sụp đổ 2 Trương Huyền chấn động Vừa rồi chỉ là thuận miệng nói một chút, không có nghĩ đến cổ thánh này thật đúng là lưu lại truyền thừa. Truyền thuyết, võ ký cường hãn nhất của khâu ngô cổ thánh, theo thứ tự là chỉ, kiếm, quyền, trường, tên đều mang đại bi thiên ma. Trường là võ ký khoảng trừng thánh vực trung phẩm, quyền pháp thượng phẩm, kiếm là tuyệt phẩm bộ võ kỹ này coi như tổ tiên muốn tìm cũng không thể được không nghĩ tới thế mà ở đây lạc huyền thanh kích động đến con mắt sáng lên chỉ kiếm quyền trưởng trương huyền sửng sốt một chút hắn học qua đại bi thiên ma trưởng quả thực là võ kỹ thánh vực trung phẩm cùng cấp bậc có thể xưng vô địch vốn cho rằng chỉ là một chiêu nghe đối phương nói nguyên lai là một bộ vội vàng nhìn về phía văn tự trên không trong đầu thở nhẹ thiếu hụt Dầm. Một quyển sách xuất hiện ở trong thức hải, ngón tay điểm qua, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ táo bón. Thiếu hụt càng nhiều. Xoa xoa mi tâm, tràn đầy bất đắc dĩ. Đại bi thiên ma trưởng thiếu hụt 27 chỗ, liền để hắn khó chịu đến cực điểm, cái này càng nhiều, đạt đến 31 chỗ. Công pháp không tệ, lực lượng cũng rất mạnh, nhưng không luyện được a hát. Từ khi bắt đầu tu luyện thiên đạo công pháp, quen thuộc bí tịch không có thiếu hụt, tựa như mắc phải bệnh thích sạch sẽ, có một chút bụi bặm cũng cảm thấy khó nuốt xuống, huống chi nhiều như vậy. Trước đó bản thân học qua quyền pháp bí tịch tìm ra toàn bộ, tới chất thành một đống. Chính xác, còn có 28 chỗ. Lúc trước hắn nhìn qua bí tịch liên quan tới quyền pháp, dù số lượng rất nhiều, nhưng cấp bậc thực sự quá thấp, muốn dung hợp võ kỹ trên thánh vực, vẫn như cú kém không ít. Mấy vạn quyền, cũng chỉ trừ đi 3 chỗ thiếu hụt mà thôi. Được rồi, trước mặc kệ, chờ trở lại thánh tử điện đi tìm quyền pháp bổ sung. lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. dù sao thánh tử điện có rất nhiều bí tịch, chỉ cần đi khảo hạch, tất nhiên có thể có được không ít bộ quyền pháp này. thiếu hụt nhiều hơn nữa, chỉ cần cố gắng tìm kiếm, khẳng định có thể bổ sung hoàn chỉnh. mới vừa cảm khái xong, liền cảm giác mặt đất lay động, toàn bộ không gian trở nên vặn vẹo. nguy rồi, cổ thành ý niệm biến mất, động hư hồ lô cũng bị lấy đi. cái không gian này có chút không chịu nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Lạc Huyền Thanh biến sắc. Giống như sơn môn của Thánh Tử Điện, cái không gian này, bởi vì trồng chất quá nhiều, quá mức phức tạp, không có hạch tâm chuyên môn duy trì vận chuyển, một khi xuất hiện biến cố sẽ dẫn đến sụp đổ. Giờ phút này lay động kịch liệt, hiển nhiên xuất hiện vấn đề. Sụp đổ. Khuôn mặt mọi người tái đi. Dù thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng ở trong không gian, sẽ bị không gian ảnh hưởng, một khi nơi này sụp đổ, vô cùng có khả năng biến thành cho bụi, trực tiếp tử vong trừ khi đạt đến tình trạng có thể vượt qua mảnh không gian này mà loại thực lực này thấp nhất cũng phải thánh vực cửu trọng không sai nhanh rời khỏi nếu không đều phải chết ở chỗ này lạc huyền thanh tràn đầy lo lắng thế nhưng bộ quyền pháp này ta mới ghi nhớ không đủ hai hàng vẻ mặt bích hồng âm đỏ lên nói ta cũng nhớ hai hàng viên hiểu cũng nói đây chính là võ kỹ của khâu ngô cổ thánh cả một đời cũng chưa chắc có cơ hội học thật vất vả tìm ra, hơn nữa thấy được, lại không có thời gian nhớ kỹ, từng cái tràn ngập không cam lòng. Bảo vệ tính mạng quan trọng, võ kỹ mạnh hơn, mất mạng học cũng vô dụng. Ta cũng mới ghi nhớ bốn hàng, dù tiếc đến đâu cũng vô dụng. Lạc huyền thanh vẫy tay một cái. Đi mau. Bộ võ kỹ này, là cổ thánh sáng chế, ẩn chứa hạch tâm tu luyện, chọn bộ có mấy trăm vạn chữ, dù thực lực của bọn hắn mạnh mẽ, trí nhớ kinh người, muốn ghi nhớ nhiều văn tự như vậy, cũng cần ít nhất nửa canh giờ. Lúc này mới qua không đến một phút, có thể nhớ hai hàng, bốn hàng, đã coi như không tệ. Bất quá, không nhớ được cũng hết cách rồi, so sánh với nhau, công pháp lợi hại hơn nữa, cũng kém tính mạng của mình. Tốt! Không gian lay động càng ngày càng lợi hại, đã có nhiều chỗ xuất hiện vết rách, đám người bích hồng âm không nỡ, cũng biết không cách nào tiếp tục chờ đợi, vội vã đi theo lạc huyền thanh, nhanh chóng bay ra phía ngoài. Trương huyền cũng theo sát, Thời điểm tới, một bên tiến lên, một bên tìm đồ, dò xét bốn phía, tốc độ không nhanh, giờ phút này nguy cơ ở trước mắt, lại không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, dựa theo đừng cũng nhanh chóng tiến lên, không đến hai cái hô hấp, liền trở lại trên dòng sông linh khí. Bắt trước làm theo, lần nữa dùng bọt khí không gian bọc mọi người, lực lượng toàn thân lạc huyền thanh sôi trào, nhanh chóng khởi động. Hơn 10 hô hấp sau, liền trở lại địa phương lúc trước. Tạch tạch, tạch tạch, vừa tới nơi này, liền thấy dòng sông cách đó không xa cùng không gian xuất hiện vết rách to lớn, từng mảnh từng mảnh biến mất. Nguy hiểm thật, mọi người chảy đầy mồ hôi lạnh, may mắn chạy nhanh, hơi chậm một chút, giờ phút này chỉ sợ đã biến thành cho bụi. Nhanh rời khỏi đi, trong lòng cảm khái, Lạc Huyền Thanh lần nữa sử dụng phương pháp đặc thù, mở ra thông đạo rời đi, mọi người vội vàng nhảy lên, lao ra ngoài. Hô 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 hô, tiếng gió gào thét bên tai, một hồi xoay tròn kịch liệt, sau một khắc, lần nữa mở mắt, đã trở lại hang núi. 3. Vừa mới đứng vững, liền nhìn thấy vòng xoáy to bằng hạt vừng trước mắt lấp lánh ra tia chớp, sau đó biến mất tại chỗ, muốn tìm cũng không tìm được. Cái di tích này, hoàn toàn biến mất. chương 2588, ta dạy cho người một Đại Bi Thiên Ma Quyền Nhìn lấy không gian biến mất, biết di tích này đã thành lịch sử, dù may mắn thoát hiểm, nhưng tất cả mọi người vẫn cảm thấy một hồi nhức nhối cách công pháp tuyệt thế chỉ kém một bước kết quả lại bỏ qua như thế mặc dù chỉ ghi nhớ vài câu nhưng dù sao cũng là pháp quyết khâu ngô cổ thánh lưu lại cố gắng nghiên cứu đối với lực chiến đấu tăng thêm khẳng định cũng sẽ có rất nhiều chỗ tốt viên hiểu nhìn quanh một vòng như vậy đi chúng ta đều nói nội dung mỗi người nhớ kỹ một lần mọi người nghiên cứu cũng coi như không có đi một chuyến uổng công tốt đám người bích hồng âm gật đầu. Loại pháp quyết cấp bậc này, rất khó lý giải, mỗi một câu, đều thâm ý sâu sắc, dù bọn họ chỉ nhớ mấy hàng, nhưng cẩn thận lĩnh ngộ, hẳn là cũng sẽ có tác dụng. Lạc huyền thanh, trí nhớ của người tốt nhất ở trong chúng ta, nhớ bốn hàng, không ngại nói ra đi. Ừm, lạc huyền thanh nhẹ gật đầu. Ta nhớ bốn hàng là... Vị thiên tài lạc gia này, trí nhớ thật không tệ, ngắn ngủi một hai phút, thế mà nhớ chừng hơn một trăm chữ, có thể nói đã gặp qua là không quên được. Nghe thấy cùng chữ bọn hắn nhớ không sai, đám người viên hiểu thở phào nhẹ nhõm. Ta hình như nhớ năm hàng. Đang muốn nghiên cứu ý tứ mấy câu nói đó, Vân Liên Hải ở một bên nói. Năm hàng. Con mắt mọi người đều sáng lên, đồng loạt nhìn qua. Ân. Vân Liên Hải vội vàng nói ra hàng thứ năm. Hắn là tầm bảo sư, am hiểu nhất là ghi nhớ, tìm kiếm dấu vết để lại, tuy trí nhớ của Lạc Huyền Thanh Mạnh, nhưng so với hắn còn kém một chút xem như năm câu đối với chúng ta cũng có dẫn dắt rất lớn nghiên cứu một lần lạc huyền thanh cảm khái lên tiếng đột nhiên nhớ tới cái gì nhìn về phía trương huyền ở cách đó không xa một mực không lên tiếng trương sư ngươi nhớ bao nhiêu ta vừa rồi một mực thất thần cảm thấy cái di tích này sụp đổ có chút đáng tiếc nếu như hòa vào không gian gấp của mình nhất định có thể để không gian tăng lớn nghe được hắn hỏi sửng sốt một chút lúc này mới hồi phục tinh thần lại a à, ta nhớ kỹ toàn bộ toàn bộ nhớ kỹ mọi người ngẩn ngơ bọn họ đều là cường giả thánh vực thất trọng nửa bước bát trọng tu vi mạnh mẽ suy nghĩ như thiểm điện một đám người như vậy nhiều nhất cũng chỉ nhớ năm câu ngươi nhớ toàn bộ đúng vậy trương huyền gật đầu cái kia có thể phiền phước nói một lần không lạc huyền thanh vội vàng nhìn qua có thể như vậy đi ta viết cho các người xem, như vậy tốt hơn đọc thuộc lòng. Nhẹ gật đầu, ngón tay vung lên, một đạo chân khí từ ngón tay bắn ra, lơ lửng ở giữa không chung, trước mặt mọi người xuất hiện một màn ánh sáng lớn, sau một khắc, hiện ra một bộ pháp quyết. Chính là Đại Bi Thiên Ma Quyền vừa rồi nhìn thấy ở trong không gian. Hắn dùng thư viện phục chế, ngay cả nửa cái hô hấp cũng không cần, lúc này nguyên dạng rời ra ngoài mà thôi, cực kỳ đơn giản. Cái này nhìn thấy công pháp lít nha lít nhít trước mắt một chữ cũng không ít tất cả đều nuốt nước bọt giống như nhìn quái vật mấy tức nhớ nhiều chữ như vậy thậm chí mỗi một chữ cũng không sai chút nào đến cùng làm sao làm được không đúng trương sư nơi này có mấy chữ không giống ta nhớ lắm đột nhiên vân liên hải mở lời mọi người đồng loạt nhìn chỉ thấy hắn chỉ ở trên câu thứ ba nhìn một chút quả nhiên có ba chữ khác biệt trước đó mọi người thương thảo Mặc dù chữ không nhiều, nhưng thay đổi như vậy, phương pháp tu luyện cùng áo nghĩa của công pháp sẽ hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ, mặc dù tốc độ đọc thuộc lòng của người này rất nhanh, trên thực tế lại sai lầm. Thật như vậy mà nói, liền xong, công pháp không nhớ không sao, kiêng kỵ nhất là nhớ sai, bởi vì một khi phạm sai lầm, rất có thể ở trong quá trình tu luyện, đi đến lối rẽ, cuối cùng một đi không trở lại. A, à, vừa rồi ghi xong, cảm thấy còn có chút thời gian, liền nghiên cứu một lần phát hiện bộ công pháp này có chút vấn đề, thuận tiện sửa đổi, chỉ là kiến thức có hạn, sửa không nhiều, cực kỳ xấu hổ. Trương Huyền than thở một tiếng, vẻ mặt đỏ bừng. Nếu có thể có càng nhiều võ ký quyền pháp trên thánh vực quan sát, hoàn toàn có thể sửa càng nhiều, siêu tập không đủ, 31 chỗ thiếu hụt, chỉ sửa lại 3 chỗ, không đến một phần 10, thực sự ít đến thương cảm. Sửa, sửa chữa. Mọi người suýt chút nữa hộp máu. Chúng ta chỉ nhớ hai ba hàng, bốn năm hàng người không chỉ nhớ toàn bộ còn cảm thấy có thời gian sửa lại công pháp vẻ mặt mọi người đỏ lên cảm thấy buồn bực sắp nổ bày trận nhanh nhịn giải độc nhanh nhịn giúp người đột phá nhanh cũng nhịn đọc sách nhanh như vậy còn sửa chữa công pháp có chút trang bước quá đáng nếu không chư vị trước không vội ghi ta trở lại thánh tử điện cứu một chút quyền pháp sửa càng hoàn mỹ hơn một chút lại tiến hành tu luyện trương huyền nói 28 chỗ thiếu hụt, quả thực khó mà nuốt xuống, còn không bằng đổi xong, lại cho mọi người đến lúc đó không cần lại phiền phức. Được rồi, chúng ta muốn ghi nguyên thủy nhất. Viên Hiểu nhịn không được nói, ta cũng vậy, làm phiền Trương sư viết công pháp trước khi sửa chữa. Loại pháp quyết cường giả này lưu lại, coi như lão tổ của bọn họ còn sống, cũng không dám tùy tiện đi sửa, coi như thiên phú của đối phương cực cao, thủ đoạn nhiều, nhưng đổi xong, bọn họ cũng không dám tu luyện a -Hát. Tốt. Chương 2589, ta dạy cho ngươi hai. Biết mọi người lo lắng thứ gì, Trương Huyền không kiên trì, bàn tay vạch một cái, địa phương vừa rồi sửa đổi khôi phục lại. Thấy hắn sửa chữa xong, mọi người vội vàng lấy ra bút mực, nhanh chóng sao chép. Ngộ nhớ nhớ lầm liền phiền toái, ghi chép cho an toàn. Sau nửa canh giờ, toàn bộ chép xong. Trương sư, vừa rồi cổ thánh nói, nhận biết ngươi, trước đó các ngươi gặp qua lạc huyền thanh kỳ quái nhìn qua là dưới tình huống một cơ duyên khảo hạch được phương pháp tu luyện đại bi thiên ma trường trương huyền thuận miệng nhưng không nói ra khâu mô cung a à hát mọi người giật mình cái kia cổ thánh nói chỉ điểm sửa chữa công pháp có ý tứ gì viên hiểu nói ta làm sao có thể chỉ điểm cổ thánh là trước đó từng nhìn qua một quyển sách bên trong ghi chép thiếu hụt của bộ trưởng pháp này cho nên thời điểm nhìn thấy ý niệm của cổ thánh thuận miệng nói ra, kết quả bị hiểu lầm. Trương Huyền nói, chỉ điểm cổ thánh, thực sự quá kinh thế hãi tục, hắn cũng không muốn bốc lên nguy hiểm. Khoe khoang, không phù hợp tính cách của hắn, còn đối phương có tin hay không, vậy liền không quản được nhiều như vậy. Cái này, mặc dù cảm thấy hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng nói như vậy, còn có thể tiếp nhận, mọi người không hỏi thêm nữa. Trở về đi, lần này đi ra, dù Lạc Huyền Thanh không được động hư hồ lô, nhưng thực lực lại có đột phá những người khác cũng nhận được đại bi thiên ma quyền tất cả đều thấy chuyến đi này không tệ mới vừa ra sơn động thì thấy thanh long thú tiến lên đón hỏi thăm một câu mới biết đám người trương thuần sớm ở một canh giờ trước tỉnh táo lại trực tiếp rời đi lạc huyền thanh tràn đầy thất vọng vừa mới tấn cấp vốn muốn tìm tên kia đánh một hồi ai biết tiểu tử này quá thông minh trực tiếp chạy trốn thanh long thú không thuộc về thánh thú phi hành dù cấp bậc rất cao Tốc độ trong cự ly ngắn cũng nhanh, nhưng sức chịu đựng kém xa thất thải thiên hạc, bởi vậy Trương Huyền thu nó vào không gian gấp, cùng đám người đi ra sơn cốc, ngồi ở trên lưng hạc. Đây là trận kỳ của ngươi, đi tới trước mặt Bích Hồng Âm, trả đồ vật cho nàng. Những trận kỳ này, đối phương chỉ cho hắn mượn sử dụng mà không phải đưa tặng, hiện tại dùng xong, tự nhiên phải trả cho nguyên chủ. Nếu không, chẳng phải thành thổ phỉ sao? Ta lý giải trận pháp chỉ bình thường. Cứ này liền để cho ngươi." Bích Hồng Âm khoát tay áo. Trong mắt ngoại nhân, nàng không chỉ chức nghiệp ma âm mạnh mẽ, trận pháp cũng vô cùng tinh thông, là thiên tài thực sự, nhưng so sánh với gia hỏa này, kém quá nhiều. Căn bản không dám nói mình biết trận pháp, nếu không tâm tình sẽ bị tiêu cực rất lớn. Vô công bất thụ lộc, làm như vậy không được. Trương Huyền liên tục xua tay. Đây đều là trận kỳ cấp 8, coi như dùng đến trận pháp cấp 8 đỉnh phong, cũng hoàn toàn đủ chế tạo ra một cây cũng cần tiêu tốn không ít đánh đổi, huống chi nhiều như vậy. Hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ nợ ân tình của người. Huống chi đối phương là nữ tử, còn ở trước mặt anh vợ. Nhất định phải có chỗ kiêng kỵ. Nếu như cảm thấy quý giá, đợi thời điểm ta xung kích thánh vực bát trọng, chỉ điểm giúp ta, tính như vậy đi, là ta chiếm tiện nghi. Bích Hồng âm nói, tiện tay đưa tặng vật chân quý như vậy, tự nhiên không phải nhiều tiền, mà là muốn lôi kéo quan hệ, Đến lúc đó, xung kích thánh vực bát trọng sẽ đơn giản hơn không ít, miễn đi không ít phiền phức. Cái này, Trương Huyền nhíu mày, giúp đối phương đột phá, có kinh nghiệm của Lạc Huyền Thanh, không tính quá khó, mấu chốt là phải bao lâu, vượt qua tháng tư sang năm, chỉ sợ không có thời gian. Nghĩ đến nơi này, nhịn không được nói, người đại khái cần bao lâu? Bao lâu? Vẻ mặt bích hồng âm tự tin, ta hiện tại là thánh vực thất trọng hậu kỳ đỉnh phong tùy thời có thể đột phá, chỉ cần tích lũy, trong 3 năm khẳng định có thể thành công, đạt tới đỉnh phong từ từ củng cố, nhanh thì 10 năm, chậm thì 20 năm, tất nhiên có khả năng tích lũy đến đỉnh phong nhất, đạt tới tình trạng có thể xung kích. 3 năm, 10 năm, nói cách khác, nhanh nhất cũng 13 năm mới có thể xung kích thánh vực bát trọng. Trương Huyền nhìn qua. Đúng. Bích Hồng âm gật đầu. Loại tốc độ này của ta, xem như tương đối nhanh, đạt tới suốt khiếu cảnh trở lên, tu luyện càng ngày càng khó, mỗi một lần tiến bộ, đều cần tiêu tốn công phu cùng đánh đổi cực lớn. Trương Huyền gật đầu, hắn cũng cảm thấy, từ khi tu luyện tới suốt khiếu cảnh, linh thạch linh khí hao tổn càng lớn, thời gian cũng từ một canh giờ, biến thành hai cái, khó khăn lớn để người tê cả ra đầu. Nếu không mỗi lần tiến bộ, cũng không trở thành giàu dĩ như vậy. Ý tứ của Trương Sư là ta tu luyện quá nhanh hay quá chậm. Thấy biểu lộ của thanh niên không dễ nhìn, Bích Hồng âm hỏi. Cái này, Trương Huyền Trần chờ một chút. 13 năm quá lâu, ta sợ đợi không được thời gian dài như vậy. Như vậy đi, hiện tại ngươi đột phá đến thánh vực thất trọng đỉnh phong, sau đó củng cố một chút, đến thánh tử điện ta lại giúp ngươi xung kích bát trọng. Hiện tại đột phá, ra mặt của Bích Hồng âm co lại, nói. Trương Sư nói giỡn, nếu có thể đột phá, khẳng định sớm đã đột phá, không đến mức một mực khốn tại nguyên chỗ. Không nói đùa, đột phá thánh vực thất trọng đỉnh phong mà thôi, không phải đại sự gì. Trương Huyền cười cười. Như vậy đi, ta dạy cho ngươi, 20 phút, được rồi, trong vòng 5 phút, tranh thủ đột phá đi. Trương 2590, ta dẫn ngươi đi, một. 5 phút đồng hồ, mí mắt nhảy lên, bích hồng âm cắn răng. Ta nên làm như thế nào? Người khác nói với nàng như vậy, khẳng định đã sớm đánh từ trên lưng hạc rơi xuống, nhưng người trước mắt lại không giống thông qua chỉ điểm có thể để cho lạc huyền thanh trong thời gian ngắn đột phá đã nói rõ năng lực thánh vực thất trọng đỉnh phong đột phá lên dù không dễ dàng nhưng so sánh với bát trọng đã đơn giản đến không coi vào đâu cho ta xem công pháp ngươi tu luyện một chút ta muốn biết pháp quyết ngươi tu luyện mới có thể từ đó tìm ra thời cơ đột phá trương huyền nói tốt cổ tay khẽ đảo bích hồng âm đưa tới một quyển sách trương huyền tiện tay mở ra Thất Huyền luyện âm công. Bích Hồng âm tu luyện là công pháp đứng đầu nhất của Ma Âm sư, lấy thân làm cầm, lấy khí làm dây đàn, nhất niệm sinh mà tiếng đàn, một sướng một ngâm đều mang lực lượng đặc thù, để cho người ta chìm đắm trong đó. Xem xong công pháp, Trương Huyền lấy ra thư tịch khi đối phương thi triển võ kỹ hình thành, so sánh nghiên cứu, thời gian không dài, đã tìm được phương pháp giải quyết. Thất Huyền luyện âm công, lấy chân khí ngưng tụ thất huyền, nhập hư cảnh, cũng là hình thành lĩnh vực thất huyền tiến vào bên trong, giống như rơi vào thế giới ma âm, có thể tùy tiện để cho người ta sinh ra tâm ma, nguyên thần bị xâm nhập. Bộ pháp quyết này, muốn đột phá, quả thực không dễ dàng, có điều, tích lũy của ngươi đã đầy đủ, kém chỉ có một điểm. Trương Huyền nhíu mày, không biết là điểm nào. Bích Hồng âm vội vàng nhìn qua. Thất huyền lĩnh vực còn chưa đủ sắc bén, nếu có người có thể lấy ma âm đồng dạng tiến hành áp chế ngươi, tiến công địa phương yếu kém trong cầm âm của ngươi, hẳn là có thể kích phát tiềm lực, thuận lợi đột phá. Nhẹ gật đầu, Trương Huyền nói. Dù công pháp của đối phương thiếu hụt không nhỏ, nhưng đã tu luyện tới loại cảnh giới này, không cách nào sửa lại, muốn đột phá ràng buộc, chỉ có một phương pháp, chính là lấy âm phá âm. Dùng cầm âm đánh vỡ địa phương yếu kém trong cơ thể nàng, phá rồi lại lập, một lần thành công. Áp chế ta. Sửng sốt một chút, bích hồng âm cười khổ. Mà âm áp chế, lấy âm phá âm, cần nắm giữ cầm âm đến cực hạn, đoán chừng cũng chỉ có lão sư ta mới có thể làm được, đáng tiếc nàng không ở đây, nói đến đơn giản, nhưng muốn hoàn thành, rất khó. Ta vừa vặn cũng có chút nghiên cứu ma âm, có thể thử một chút. Trương Huyền cười cười, người hiểu ma âm, bích hồng âm khó tin. Học qua một chút, đúng rồi, người có thư tịch về ma âm không, lấy ra cho ta xem một chút, số lượng càng nhiều càng tốt, ta nghiên cứu một chút, nhìn xem có thể từ đó tìm được phương pháp giúp người đột phá hay không. Trương Huyền nói, tốt, cổ tay khẽ đảo, trên lưng hạc lập tức nhiều ra một đống lớn thư tịch, nữ Hải nhìn qua. Đây đều là ta ghi chép, tổng cộng có hơn 2.000 bản, đều là về ma âm. Trương Huyền gật gật đầu, con mắt quét tới, thu nội dung thư tịch vào trong óc. Tiện tay cầm lấy một quyển giả vờ giả vịt tinh thần thì đắm chìm trong thức hải, nghiên cứu những sách vở này tuy hắn có huy chương ma âm sư thất tinh, trên thực tế lại chỉ nhìn qua công pháp lục tinh, lĩnh ngộ ma âm miễn cưỡng đạt tới thất tinh sơ kỳ, loại năng lực này còn chưa đủ để giúp giải quyết vấn đề trên người đối phương. Chính xác, một quyển sách rơi ra, đối phương siêu tập đủ nhiều thư tịch, thuận lợi tạo thành thiên đạo công pháp, ngón tay điểm lên, nội dung trong sách dung hội quán thông, trở thành kiến thức của mình, lúc này mới lần nữa mở mắt ra. Ta đã tìm được phương pháp giúp ngươi giải quyết vấn đề nhanh như vậy. Cúi đầu nhìn quyển nhạc phổ đại cương trong tay hắn, vẻ mặt của Bích Hồng Âm khó tin. Quyển sách này là lúc nàng mới vừa trở thành ma âm sư thất tinh xem qua, giới thiệu một chút nhạc phổ thất tinh bình thường, cùng kỹ xảo diễn tấu, mức độ đại khái tương đương 300 bài hát thiếu nhi. Có thể giúp người tấn cấp. Ừm, khoanh chân ngồi xuống, lấy đán của ngươi ra. Cũng không giải thích, Trương Huyền nói. Bích Hồng Âm nghi ngờ, lấy đàn ra, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái len keng, tiếng đàn lập tức vang lên. Thấy đối phương thi triển cầm âm, khí chất lập tức thay đổi, thời gian nháy mắt, để cho người ta sinh ra cảm giác như đối mặt sóng lớn ngập trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị dìm ngập. Cổ tay khẽ đảo, Trương Huyền lấy ra đàn ngọc của mình. Cái đàn này là lúc trước tưởng viện trưởng dùng ngô đồng thụ trong viện làm giúp, cho dù thực lực bây giờ không tính tụt hậu, có thể phát huy tác dụng. Thanh âm vang lên, tiếng đàn của hắn không có lực công kích quá lớn, lại mang theo một hương vị du dương, tựa như vang lên ở trong óc, để cho người ta kìm lòng không được say mê. Vừa rồi ngưng tụ thiên đạo ma âm thất tinh, có điều còn chưa kịp tu luyện, hiện tại thi triển tiếng đàn, mặc dù chỉ có uy lực thất tinh sơ kỳ, nhưng mỗi một thanh âm, đều đánh vào điểm thiếu hụt của đối phương, uy lực to lớn, không kém tiếng đàn thất tinh đỉnh phong cũng chút nào. Đông 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 đông, liên tục mấy lần, vẻ mặt của bích hồng âm trở nên đỏ thấm, suýt chút nữa hộp máu thật mạnh. Vốn còn có chút lo nghĩ, giờ khắc này đã rõ ràng, đối phương lý giải ma âm, thế mà cao thâm hơn nàng nhiều lắm. Đáng sợ. Trận pháp, y thuật, thuần thú. Không gì không giỏi, không có chỗ nào không hiểu, ngay cả ma âm cũng lợi hại như vậy, người này đến cùng học thế nào. chương 2591, ta dẫn người đi khai. Bên này, Trương Huyền giúp bích hồng âm phá rồi lại lập, xung kích nhập hư cảnh đỉnh phong, bên kia trên mặt đám người viên hiểu tràn đầy hâm mộ bất quá thời gian hâm mộ không dài liền nghe thanh âm của vân liên hải vang lên hình như tiên hạc đang rơi xuống đám người lạc huyền thanh cúi đầu nhìn lúc này mới phát hiện thất thải thiên hạc mới vừa rồi còn phi hành vững vàng giờ phút này quả nhiên lảo đảo rơi xuống dưới là rơi xuống chẳng qua tốc độ không nhanh không có việc gì lạc huyền thanh gật đầu lời còn chưa dứt liền thấy tiên hạc đột nhiên duỗi thẳng cổ con mắt chừng sắp lồi ra, cổ nghiêng một cái, đầu lưỡi ngậm ở bên khóe miệng. Hôn mê bất tỉnh. Cái này, khóe miệng đám người lạc huyền thanh co giật. Bọn họ đều là cường giả thánh vực, tỏa kỵ rơi xuống, cũng có thể phi hành, sẽ không thụ thương, nhưng hai người các ngươi không thể động tác nhỏ một chút sao. Nhìn xem, hà cũng không chịu nổi. Nếu nó thật xảy ra vấn đề, còn làm sao về thánh tử điện? Vội vàng ra tay, nâng tiên hà cùng đám người lên, chậm rãi rơi trên mặt đất. Bên kia Trương Huyền cùng Bích Hồng Âm như còn không biết tiên hạc đã rơi xuống, vẫn mặt đối mặt đánh đàn. Tiên hạc nằm dưới đất, nghe được tiếng đàn, trong hôn mê lần nữa co quắp mấy lần, trong miệng không ngừng phun ra bọt mép, tựa như bị lấy roi đánh thi thể. Âm âm, đang lo lắng có nên khuyên can hay không, để bọn hắn không nên tiếp tục, chừa cho tiên hạc chút đường sống, liền nghe Bích Hồng Âm hét dài một tiếng, khi tức trên người đâm thủng bầu trời, tu vi giam cầm ở nhập hư cảnh hậu kỳ, trong nháy mắt đánh vỡ. Nhập hư cảnh đỉnh phong, thật đúng là đột phá, vừa vặn 5 phút đồng hồ. Mọi người nhìn nhau, con mắt của viên hiểu cùng Vân Liên Hải trợn tròn. Từ lúc trương sư nói 5 phút giúp đối phương đột phá, sau đó đọc sách, đánh đàn, nói phức tạp, trên thực tế. Không nhiều không ít, vừa vặn 5 phút, cái này, tính toán quá chính xác a à? Được rồi, gảy ra tiếng đàn cuối cùng, Trương Huyền thu đàn ngọc vào chữ vật giới chỉ, thở ra một hơi đứng dậy. Lúc này mới từ trong ý cảnh đặc thù, khôi phục lại, sửng sốt một chút, nhìn không được cau mày. Ừm, sao chúng ta lại ở trên mặt đất? Vừa rồi đánh đàn đi vào cảnh giới vong ngã, không có phát giác, không phải ở trên lưng hạc sao? Làm sao rơi xuống đất? Người xem tiên hạc một chút liền biết. Thấy vẻ mặt hắn mê man, lạc huyền thanh im lặng chỉ. Trương huyền vội vàng quay đầu, sau đó nhìn thấy tiên hạc duỗi ra đầu lưỡi, hai chân suội lơ, thỉnh thoảng run rẩy một hai cái, vậy mà có chút giống nhạc khúc hắn vừa tấu, cho dù choáng cũng duy trì tiết tấu. Quả nhiên rất hiểu âm nhạc. Trương Huyền khen ngợi, người hiểu ta, chỉ có tiên hạc. Mọi người, Trương Sư, tu vi của ta cũng đến bình cảnh, người xem có thể chỉ điểm cho ta một chút hay không. Ta cũng kém một chút. Bích Hồng âm đột phá, để viên hiểu, Vân Liên Hải đỏ mắt, nhao nhao đi tới. Lúc đầu Trương Huyền không muốn giúp, nhưng khi thấy hai gia hỏa này đưa tới đồ tốt, tất cả đều không kém trận kỳ bát tinh, dầu dĩ hồi lâu, liền vui vẻ đồng ý. Tu Vi Vân Liên Hải thấp nhất, hơn nữa sức chiến đấu không mạnh, đột phá tương đối dễ dàng, viên hiểu phòng ngự vô địch, muốn đột phá phiền toái không ít. Bất quá cũng khó không được hắn, triệu hoán địa ngục thanh long thú ra, mạnh mẽ đánh một trận, thời gian không dài, liền thuận lợi đột phá. Tại nguyên chỗ nghỉ dưỡng sức một ngày, củng cố tu vi, lúc này mới tiếp tục hành trình. Lúc này thất thải thiên hạc rốt cục khôi phục lại, mặc dù đang phi hành trên không trung, nhưng thỉnh thoảng vẫn dừng lại một lần, giống như phanh xe, sau đó lại bay mấy trăm mét, nhưng dù sao đã có khả năng phi hành bình thường A. À. Dù vậy, tốc độ cũng chậm hơn trước không ít, trước đó chỉ có 5 ngày lộ trình, bây giờ bay 10 ngày, mới lần nữa nhìn thấy thánh tử điện xuất hiện ở trước mắt. Tuy lần này chậm trễ thời gian nhiều, vừa đi vừa về hơn nửa tháng, nhưng thực lực mọi người bạo tăng, nhất là Lạc Huyền Thanh, nửa bước động hư cảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ đột phá, ở trong thánh tử điện viện cũng được cho đỉnh phong. Trương Sư, có hứng thú theo ta đi tìm Trương Thuần hay không? Rơi vào một tiểu viện rộng lớn, nhảy xuống lưng tiên hạc, con mắt của Lạc Huyền Thanh sáng lên. Tìm Trương Thuần. Không sai, ta muốn đánh hắn một trận cho hả giận, không đánh, thực lực bạo tăng chẳng phải giống như áo gấm đi đêm sao. Lạc Huyền Thanh liếm môi một cái nói. Cái này, Trương Huyền Trần chờ một chút. Ta còn có ý định đi khảo hạch chức nghiệp phụ tu, xung kích danh sư bát tinh. Cầm điện chủ lệnh đã rất lâu, cũng nên nhanh chóng khảo hạch danh sư bát tinh A. Thời gian không đợi người, chậm chế nữa, sợ rằng Lạc Nhược Hy thật sẽ bị người khác cướp đi. Khảo hạch phụ tu, Lạc Huyền Thanh nhìn qua. Người muốn khảo hạch chức nghiệp gì? khải linh sư, luyện đan sư, y sư, thư họa sư, thuần thú sư, thiên công sư, kinh hồng sư, giám bảo sư. Bất kỳ chức nghiệp nào cũng được. Trần chờ một chút, Trương Huyền nói. Danh sư bát tinh, cần 8 loại phụ tu đều đạt tới bát tinh, hiện tại hắn chỉ có trận pháp sư đạt tới, còn cần tiếp tục cố gắng. Những nghề nghiệp này, ta đều làm hỏng, xông qua, rất quen thuộc bọn hắn, chờ đánh Trương Thuần xong, ta dẫn người đi. Bàn tay vẫy một cái, Lạc Huyền Thanh rất khí phách. Chương 2592, Thiên Cơ Đường 1. Vậy làm phiền Lạc huynh. Vừa vặn không quen thánh tử điện, đi đâu cũng không tìm được địa phương, nghe Lạc Huyền Thanh lời thề son sắt, ánh mắt của Trương Huyền lập tức sáng lên. Có người dẫn đầu, có thể tiết kiệm không ít phiền phức, lại nói, đi đánh Trương Thuần, hắn cũng rất vui vẻ, huống chi người này còn nợ mình linh thạch, đã qua lâu như vậy, cũng nên đi đòi nợ. Khách khí với ta cái gì? Lạc Huyền Thanh cười ha ha một tiếng, đi thẳng về phía trước. Gia hỏa trước mắt này, mặc dù tu vi không cao, nhưng bất kể bố trí trận pháp hay chỉ điểm người khác đột phá, đều có năng lực vượt qua thường nhân, tới quan hệ thân thiết, đối với hắn mà nói cũng có lợi ích rất lớn. Loại cơ hội này, đương nhiên sẽ không buông tha. Một bên tiến lên, một bên dùng ngọc phù truyền âm, một lát sau, Lạc Huyền Thanh mỉm cười, xoay đầu lại nói. Người này không ở trong viện, mà ở thiên cơ đường chúng ta đến đó chặn hắn. Thiên cơ đường, Trương Huyền cau mày. Ừm, thiên cơ đường giống như trận pháp sư công hội trước đó chúng ta đi khảo hạch, thuộc về phân bộ một loại chức nghiệp đặc thù ở Thánh Tử Điện. Lạc Huyền Thanh nói, người nói chính là thiên cơ sư. Mắt Trương Huyền sáng rực lên. Trước đó hắn nghe qua nghề nghiệp này, thuộc về chức nghiệp thượng cửu lưu, vô cùng thần bí, có khả năng sử dụng kỹ xảo đặc thù, trước thời hạn dự đoán chuyện sắp phát sinh trong thời gian ngắn, thôi diễn hỏa phúc, dự báo cắt hung. Thánh nhân gia tộc, bình thường đều sẽ nuôi mấy vị, tiến hành đại điển, dự phán đủ loại quyết định. Cùng nhau đi tới, chỉ nghe tin đồn, chưa bao giờ thấy qua, không nghĩ tới thánh tử điện lại có. Người này mới vừa bị thú sủng của ngươi đánh một trận, đoán chừng cảm thấy xuất sư bất lợi, muốn đi qua xem bói một lần, cũng có thể là muốn tìm người suy tính ra lai lịch của ngươi. Lạc Huyền Thanh cười nói có thể nhanh như vậy liền biết Trương Thuần ở thiên cơ đường, nói rõ Thánh Tử Điện có không ít ánh mắt, biết mục đích của đối phương, không tính quá khó. Suy tính lai lịch, tìm người hỏi thăm một chút không phải tốt sao? Trương Huyền lắc đầu, lai lịch của hắn còn cần suy tính ư, tìm người hỏi thăm một chút, hẳn là càng thêm đơn giản, càng thêm chuẩn xác. Người trương gia từ trước tới nay lại nhảy, sùng bái nhất chính là thiên cơ xem bói, không nói cái khác, gia chủ đương thời hưng mộng kiếm thánh, những năm này mời khắp tất cả thiên cơ sư cửu tinh của đại lục lạc huyền thanh cười nhạo mời thiên cơ sư làm gì trương huyền tò mò trương gia thân là đại lục đệ nhất gia tộc quyền thế to lớn thiên tài vô số còn có cái gì không hài lòng cần thiên cơ sư thôi diễn ai biết được dù sao người trương gia bệnh thần kinh gặp nhất định phải cẩn thận lạc huyền thanh khoát tay áo thiên cơ đường giống như điểm khảo hạch của những nghề nghiệp khác tọa lạc ở trí điện tốc độ của hai người rất nhanh, thời gian không dài liền đến trước mặt. Dù nơi này cũng ở trong phạm vi trí điện, nhưng so với điểm khảo hạch của những nghề nghiệp khác, hoàn toàn khác biệt, thoạt nhìn cũng cũ kỹ, để lộ ra khí tức viễn cổ. Toàn bộ kiến trúc, hình như mai rùa móc ngược, mặt ngoài mang theo đủ loại vết rách kỳ quái, như ẩn chứa ý niệm thiên đạo, lại như một loại trận pháp đặc biệt, đang giòm ngó bí ẩn giữa thiên địa. Chỗ khảo hạch khác cửa chính đều rộng mở, mà nơi này lại đóng chặt, đây là thiên cơ đường. Ừm, chức nghiệp thiên cơ, ta cũng học qua, nghiên cứu vài ngày, ngay cả nhập môn cũng làm không được, sau đó liền từ bỏ. Cái nghề nghiệp này, nói gạt người, một số thời khắc rất chuẩn, nhưng nói thật. Chỉ bằng vào mấy cái mai rùa, tiền đồng, liền suy tính hòa phúc, thực sự để cho người ta khó mà tiếp nhận, cụ thể như thế nào, ta cũng không rõ lắm. Lạc Huyền Thanh lắc đầu. Tồn tại liền có đạo lý. Cái nghề nghiệp này có khả năng truyền thừa vài vạn năm mà không bị lịch sử chôn vùi, nói rõ quả thực có giá trị tồn tại. Trương Huyền cảm khái nói, lịch sử đều là đi về phía trước, có khả năng truyền thừa lâu như vậy, được vô số danh sư vây đỡ, tuyệt không phải đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Người nói chuyện sao giống muội muội của ta như vậy, lần trước trò chuyện thiên cơ sư, nàng cũng nói như vậy. Con mắt liếc tới, Lạc Huyền thanh lắc đầu muội muội của hắn đã từng nói qua lời giống như vậy. Có thể cùng tiểu công chúa ý nghĩ đồng dạng, là vinh hạnh của ta." Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. "Không cần vuốt mông ngựa." Lạc Huyền thanh cảnh giác. "Ta khuyên ngươi không nên đánh chủ ý muội muội ta, đầu tiên loại thực lực như ngươi nàng căn bản chướng mắt, tiếp theo, ý niệm của Trương gia cùng Lạc gia, không phải một ngoại nhân như ngươi có thể chống lại. Tốt nhất bỏ đi tâm tư này đi." Thông qua những ngày này tiếp xúc hắn cũng phát hiện, vị trương huyền này, nơi nào cũng tốt, chỉ là đối với sự tình của muội muội hắn, quan tâm có chút quá mức. Đổi lại người khác khẳng định đã sớm đánh một trận tơi bời, nhưng vị trước mắt này giúp hắn rất lớn, lại để cho thành công đột phá. Mới nhịn khuyên can, mặc dù cũng rất muốn đối phương trở thành muội phu của mình, nhưng rõ ràng chuyện này là tuyệt đối không thể nào. Thân là con cháu lạc gia, hơn nữa còn là huyết mạch hạch tâm nhất, cũng không thể thay đổi vận mệnh của muội muội, huống chi một tiểu nhân vật chỉ có suốt khiếu cảnh đỉnh phong. Cho nên, còn là đừng suy nghĩ, nghĩ càng nhiều, đau lòng càng nhiều, hắn cũng không muốn thật vất vả công nhận một vị bằng hiếu, lại bởi vì sự tình của muội muội hắn mà rơi vào nguy cơ. Chướng mắt ta, cái này chưa hẳn, hai chữ duyên phận khó nói lắm. Trương huyền nhịn không được mở lời. Hắn cùng lạc nhược hy nhận biết ở trong dãy núi minh mông, nếu như không có những linh thú kia, không có tâm huyết của hắn dâng lên nhất định phải giúp một tay, khả năng liền không có hai người quen biết hiểu nhau. Hai chữ duyên phận, nghe kỳ diệu, nhưng thường thường ngay ở trong nháy mắt. chương 2593, Thiên cơ đường 2 Trước đó cũng không ít người nghĩ như vậy, đều bị ta đánh cho tàn phế, cũng có một chút bị Trương Thuần đánh phế. Hừ một câu, Lạc Huyền Thanh đang muốn nói tiếp, đột nhiên nghe kẹt kẹt ổ tiếng, cửa chính trước mắt từ từ mở ra. Ngay sau đó từ bên trong đi ra một thanh niên mặc trường bào hai vị sư huynh, lão sư cho mời. Đi tới trước mặt, thanh niên ôm quyền, dáng vẻ cung thỉnh. Người lão sư, người nói là, phong trọng tuyên đại sư. Lạc huyền thanh sững sờ, con mắt nhịn không được sáng lên. Không sai, nhẹ gật đầu, trên mặt thanh niên lộ ra vẻ tự hào. Phong trọng tuyên đại sư, từ trước tới nay thần long thấy đầu không thấy đuôi, ta nghe nói trương thuần liên tục bái kiến qua bảy lần cũng ăn bế môn canh. Lại muốn gặp ta, Lạc Huyền Thanh kích động, suýt chút nữa nhảy dựng lên. Người trương gia cực kỳ tôn trọng thiên cơ sư, vị phong trọng thiên đại sư này càng là người lợi hại nhất toàn bộ thánh tử điện. Trương Tuần từng nhiều lần đến đây bái kiến, lại một mực bị cử tuyệt ở ngoài cửa, mình ngay cả danh thiếp cũng không có phát, đối phương liền phái người tới nghênh đón, chẳng phải đại biểu, vượt qua đối phương rất nhiều. Như vậy mà nói, sau đó gặp phải Trương Tuần, liền có thể chế nhạo một phen. Người suy nghĩ nhiều, không phải muốn gặp ngươi, lão sư chỉ đích danh muốn gặp là vị tiểu hữu bên cạnh ngươi thấy bộ dáng của hắn thanh niên khinh thường khoát tay áo ta trương huyền sửng sốt vì sao hắn vừa mới tới ngay cả đối phương là ai cũng không biết gặp mình làm gì ta cũng không rõ lắm đi qua liền biết thật ra thì thanh niên cũng cảm thấy có chút khó tin lấy thân phận của lão sư xem như thánh tử điện quyền điện chủ cùng trưởng lão nói không nể mặt mũi cũng không có biện pháp gì, bây giờ lại muốn gặp một tân sinh không có bất kỳ danh khí gì, thoạt nhìn chỉ có 20 tuổi, càng lệnh mình tự mình ra nghênh tiếp. Trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Nếu đối phương giống như vị tiểu công chúa kia, nắm giữ thực lực siêu tuyệt, ngược lại cũng thôi, chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, ở địa phương khác coi như thiên tài, nhưng ở thánh tử điện vừa nắm một bó to, không đáng kể chút nào. Gặp Trương sư. Không chỉ Trương Huyền kỳ lạ, Lạc Huyền Thanh cũng mở to hai mắt nhìn còn tưởng rằng rốt cục có cơ hội, ở trước mặt Trương Tuần biểu hiện một chút, không nghĩ tới. Đối phương muốn gặp là vị bên cạnh này. Tốt a. À? Mặc dù kỳ lạ, nhưng thấy đối phương cũng không biết, Trương Huyền không nói thêm lời, theo sát ở sau lưng, nhấc chân đi vào cửa chính. Trong thiên cơ đường thoạt nhìn càng thêm cũ kỹ, từng cột cờ cổ quái cắm trên mặt đất, góc đại sảnh chia cắt thành vô số khu vực nhỏ hẹp, mấy chục người trẻ tuổi ngồi ở bên trong, có cầm tiền đồng, có cầm mai rùa, nhắm mắt lại trầm tư suy nghĩ, tựa hồ thôi diễn cái gì. Trước mặt bọn họ, một con giáp trùng màu đỏ xanh, đang bị gác ở trên lửa than nóng rực, xem ra bất cứ lúc nào cũng sẽ tử vong. Đây là, khinh giáp trùng có thể sinh tồn ở trong lôi đình. Trương Huyền tràn đầy nghi ngờ. Mặc dù chưa thấy qua khinh giáp trùng, lại nhìn qua thư tịch ghi chép, nghe nói qua tin đồn, nghe nói loại sinh mạng này, không ăn cơm, không uống nước, chỉ có rông tố đan sen, mới có thể từ trong đất chui ra ngoài, xông lên bầu trời dựa vào hấp thu lực lượng lôi điện duy trì sinh tồn số lượng hiếm thấy cực kỳ thưa thớt một chút thuần thú sư muốn tìm kiếm cũng không thể được ở đây lại gác lên lửa nướng để cho người ta không hiểu rõ nổi chưa từng nghe nói cái đồ chơi này có thể ăn a -hat. coi như muốn ăn mười mấy người một con côn trùng lớn chừng món cái cũng không đủ nhét kẽ răng a những cái này là thiên cơ sư bình thường huấn luyện ngăn cách ở trong không gian phong kín đóng lại lục thức dùng ý niệm tìm kiếm thiên cơ, suy đoán khinh giáp trùng sẽ bị lửa than thiêu chết hay từ trong đó leo ra. Nhìn ra hắn nghi hoặc, Lạc Huyền Thanh truyền âm giải thích. Mặc dù hắn không phải thiên cơ sư, thế nhưng tới học qua, biết tình huống trong đó. Cái này, Trương Huyền kỳ lạ, đặt khinh giáp trùng ở trên lửa than, tùy thời có thể sẽ bị thiêu chết, lại có cơ hội chạy ra thăm thiên, cụ thể là sống hay tử vong, không tận mắt quan sát liền không có kết quả, giống như tiết định ngạc miêu, thuộc về nghịch lý, làm sao thôi diễn thiên cơ. khinh giáp trùng, có khả năng không sợ lôi đình, trên thực tế là chống lại thiên đạo, bởi vậy cũng được xưng là thiên cơ trùng, phỏng đoán loại sinh mạng này sinh tử, có thể khiến người ta càng dễ biết rõ cơ duyên hư vô mở mịt kia, quy luật thiên đạo vô thường. Tựa hồ nghe được hai người truyền âm, thanh niên xoay đầu lại, giải thích nói. Nha! Trương Huyền cái hiểu cái không, nhìn côn trùng trên lửa than, nhíu mày một cái. Hỏa diễm nóng bỏng như thế, côn trùng này hẳn là lập tức liền chết a. Chết? Thanh niên cười cười. Con côn trùng này ta thôi diễn qua, có thể sống lâu trăm tuổi, sẽ không chết. Lời còn chưa dứt, liền nghe một tiếng bóng bay nổ tung vang lên, khinh giáp trùng nguyên bản nằm ở trên lửa than, đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt nổ thành bột phấn. Bành. Ây! Trương Huyền nhìn qua, vẻ mặt kỳ lạ. Chẳng lẽ, hôm nay là sinh nhật 100 tuổi của nó? thanh niên. Chương 2594, nhìn trộm vô tội một. Không có trả lời Trương Huyền, mà đi tới trước mặt khinh giáp trùng, nhìn kỹ một hồi, thanh niên có chút không dám tin tưởng. Năng lực thôi diễn của hắn đã đạt đến bát tinh, không ít chuyện đều có thể xem bói ra, không sai chút nào, côn trùng trước mắt này, trước đó tính qua nhiều lần, đều là thọ chung mà chết, sao nói nổ liền nổ. Cái gọi là sống lâu trăm tuổi chỉ là hư từ mà thôi, đương nhiên không phải như đối phương nói, ngày hôm nay vừa vặn 100 tuổi. Hơn nữa xem như thật sự là loại tình huống này, cũng không có khả năng mới nói xong, liền trực tiếp nổ thành bột phấn. Đứng tại chỗ dầu dĩ một hồi, thực sự không hiểu đến cùng chuyện gì xảy ra, lúc này mới không suy nghĩ nhiều, tiếp tục mang theo hai người đi thẳng về phía trước. Chỉ chốc lát, đi tới một căn phòng, còn chưa kịp gõ cửa, liền nghe bên trong có thanh âm vang lên. Vào đi! Ngay sau đó cửa phòng từ từ mở ra. Trương Huyền nhìn vào trong, chỉ thấy một lão giả ngồi ngay ngắn ở chính giữa đại sảnh, một thanh niên thì đứng ở một bên, không phải người khác, đúng là Trương Thuần bọn họ muốn tìm. Lúc này thương thế trên người hắn đã khỏi, khí tức so với trước càng thêm tinh thuần, như lần trước mặc dù bị đánh một trận, nhưng thực lực cũng có tăng lên không nhỏ, xem như trong họa được phúc. "Là ngươi?" Nhìn thấy vào cửa là Trương Huyền, vẻ mặt của Trương Thuần trở nên tái mét đường đường thiên tài trương gia bị gia hỏa không biết tên kia mượn tay thú sủng đánh một trận tơi bời suýt chút nữa chết tại hạp gốc nhục nhã mãnh liệt sắp nổ bất quá như nhớ tới sự tình gì vội vàng xoay người tràn đầy nghi ngờ phong lão người nói quý khách kia chẳng lẽ là hắn vừa rồi phong lão nói để học sinh của hắn đi nghênh đón khách quý nghe trong tai còn tưởng rằng là cường giả nào đó nằm mơ cũng không nghĩ đến là người này một tiểu nhân vật chỉ có xuất khiếu cảnh đỉnh phong, may mắn thuần phục địa ngục thanh long thú, mới hung hăng như vậy, cho dù có chút vốn liếng, cũng không đáng để vị này ngay cả gia chủ cũng kính trọng thái độ như thế. Không sai. Phong lão đứng dậy, nhìn về phía Trương Huyền, quan sát tỉ mỉ một phen, hai mắt nhịn không được sáng lên. Quả nhiên là diễn hư thể. Diễn hư thể. Vẻ mặt Trương Huyền nghi hoặc. Mặc dù thiên đạo thư viện không cách nào nhìn ra tình huống cụ thể của hắn, nhưng xem qua nhiều thư tịch như vậy, biết rất nhiều thể chất đặc thù, không thuộc về bất kỳ một cái nào trong đó. Nói cách khác, chỉ là người bình thường không thể lại bình thường. Không giống triệu nhã cùng ngụy như yên, có thể kích hoạt thể chất, nhanh chóng tấn cấp. Diễn hư thể là cái quái gì? Trước kia chưa từng nghe qua nha, thật có thể chất đặc thù gì, thì sẽ không tiến bộ chậm như vậy, ngay cả học sinh, bạn gái cũng không sánh bằng. Đại diễn 49, nhiều một là hư, mà ngươi chính là thể chất hư kia. Phút dâu, phong lão cười giải thích, dùng phổ thông mà nói là không cách nào dùng thiên cơ thôi diễn tới xác định vận mệnh cùng hướng đi của ngươi. Trương Huyền còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thanh niên ở bên cạnh giật nảy mình, khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Lão sư, loại thể chất này thật tồn tại. Trước kia ta cũng tưởng rằng này là truyền thuyết, thẳng đến lần kia nhận ủy thác của người mới hiểu được, không chỉ tồn tại, còn có mấy vị. Phùng lão lắc đầu, như không muốn tiếp tục vướng víu trong vấn đề này, nói. Không tin, người có thể suy tính một lần. Cái này, thanh niên sửng sốt một chút, cổ tay khẽ đảo, lấy ra ba tiền đồng, trầm tư một lát, nhẹ nhàng quăng lên. Tiền đồng rơi trên mặt đất, không ngừng xoay tròn, có điều, còn không có triệt để hiển lộ ra quẻ tượng, tất cả đều phát ra thanh âm tạch tạch. Tạch tạch, giòn vang, xuất hiện vết rách, ngay sau đó giống như khinh giáp trùng trước đó. Bành, sắc mặt hắn trắng nhợt, như gặp phải trọng kích, thanh niên liên tục lui về phía sau mấy bước, một ngụm máu tươi theo khóe miệng tràn ra, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khó tin. Vị trước mắt này, rõ ràng đang ở trước mắt, thế nhưng sử dụng thiên cơ thôi toán, lại phát hiện tựa như hư vô. Căn bản không tính được nhân quả cùng lai lịch. Như thế nào? Dường như đã sớm biết kết quả này, phong lão nhìn lại. Suy tính không ra, hít sâu vài hơi, hóa giải thương thế trong cơ thể, Thanh niên cắn răng nói: "Không sai, quả thực suy tính không ra, bởi vì hắn là hư vô, không chỉ vận mệnh, ngay cả sự tình đã làm trước đó, thậm chí phương hướng về sau muốn tiến lên cũng không cách nào tính toán." Phong lão nói: "Cái này." Vẻ mặt chấn kinh, thanh niên mới chợt hiểu ra, rõ ràng vì sao lão sư muốn đích thân tiếp kiến vị này. Diễn hư thể là thể chất đặc thù thích hợp trở thành thiên cơ sư nhất, trong lịch sử cho dù có cũng chỉ giải rác hơn 10 người mà thôi, nằm mơ cũng không nghĩ đến, vị trước mắt này cũng vậy. Tính toán không ra lai lịch. Nghe xong Phương trò chuyện, Trương Huyền nhíu mày, có điều, thời gian không dài liền hiểu được. Sở dĩ hắn không cách nào bị thôi diễn, đoán không sai, hẳn là vì thiên đạo thư viện. Có thứ này, mình là thiên đạo, che đậy thiên cơ, làm cho không người nào có thể phát giác, hẳn là chuyện cực kỳ đơn giản. Nói cách khác, căn bản không phải cái gọi là diễn lưu thể. Không sai, không cách nào suy tính lai lịch, chẳng khác nào thân ở trong sơ hở của thiên cơ, loại người này một khi trở thành thiên cơ sư, thôi diễn tương lai, tính toán thiên hạ sẽ không gặp phải phản phệ, thành tựu vô hạn. Con mắt phong lão sáng lên. Chương 2595, nhìn trộm vô tội khai. Thiên cơ sư thôi diễn tương lai, tương đương với tiết lộ cơ mật của thiên đạo, tất nhiên cũng sẽ chịu đến thiên đạo trừng phạt, nguyên nhân chính là như vậy, thiên cơ sư lợi hại thường thường đều không được chết yên lành. Suy tính việc nhỏ, bằng vào thực lực cùng tầm mắt của mình, có lẽ còn có thể lẩn tránh, không bị ảnh hưởng, nhưng việc lớn. Thường thường chịu đến xâm hại, cuối cùng lúc độ kiếp, bị oanh kích thành cạn bã, hài cốt không còn. Bởi vậy, thiên cơ sư thoạt nhìn nở mày nở mặt, thần bí, trên thực tế tương đương với đang rình coi thiên đạo, so với những nghề nghiệp khác càng thêm nguy hiểm. Diễn hư thể, tương đương với thể chất sơ hở, coi như thiên đạo cũng không thể tính toán, nhìn trộm mà không bị trừng phạt. Nhìn trộm vô tội, chính là thể chất thích hợp làm thiên cơ sư nhất. Trước đó không có chú ý, Trương Thuần để cho ta thôi diễn lão sư cùng bối cảnh của ngươi, ta mới phát hiện đặc thù. Phong lão tiếp tục nói. Vẻ mặt Trương Thuần nghẹn đỏ lên, buồn bực sắp bùng nổ. Hắn bị đánh một trận, muốn trả thù, cho nên mới tiêu tốn đánh đổi to lớn, tìm kiếm vị Phong lão này muốn đối phương giúp một tay thôi diễn lai lịch đối thủ nằm mơ cũng không nghĩ đến tính là tính nhưng không những không nói kết quả cho hắn đối phương còn thành khách quý cái này gọi là chuyện gì người thân là diễn lưu thể thích hợp trở thành thiên cơ sư nhất giải thích xong phong lão lần nữa nhìn về phía trương huyền trong mắt mang theo hưng phấn có bằng lòng làm thân truyền của ta bái ta làm thầy hay không phong lão thu học sinh vô số nhưng thân truyền vẫn không có ra mặt Trương Thuần nhảy một cái. Dù sức chiến đấu của thiên cơ sư không mạnh, nhưng thân là chức nghiệp thượng cửu lưu, địa vị vô cùng kính trọng, xem như gia chủ cũng lễ ngộ ba phần, nhất là vị phong lão này, càng là cường đại nhất trong đó. Trương Huyền thật thành đệ tử thân truyền của đối phương, tương đương với thân phận không kém gì hắn, lại muốn báo thủ liền khó khăn. Thân truyền, thanh niên ở một bên cũng hâm mộ. Mặc dù hắn là học sinh của lão sư, lại chỉ là giảng bài, không phải thân truyền, không đột phá tầng thân phận này, chỉ sợ đời này, thiên cơ sư bát tinh liền đi tới đỉnh phong, không cách nào tiến bộ. Bất quá, loại thể chất này, hâm mộ cũng vô dụng, không học được. Không nghĩ tới đối phương vừa thấy mặt liền muốn thu đồ, trương huyền nhíu mày, không vội vàng cự tuyệt, cũng không có cho thấy thái độ của mình, mà mang theo nghi ngờ nhìn qua. Diễn hư thể rất ít sao. Cực kỳ thưa thớt, toàn bộ đại lục, ta biết, cộng thêm ngươi hết thảy chỉ bốn người mà thôi. Phong lão giải thích nói, "Bốn người, không biết bốn người nào." Không nghĩ tới, trừ hắn, còn có ba người, Trương Huyền nhịn không được có chút hiếu kỳ. Trương Tuần cũng dừng lại suy nghĩ lung tung, đồng loạt nhìn qua. "Vị này là Lạc gia Lạc Huyền Thanh đi." Không có trả lời Trương Huyền nói, Phong lão đột nhiên nhìn về phía thanh niên cách đó không xa. Huyền Thanh gặp qua Phong lão. Lạc Huyền Thanh ôm quyền. "Ừm, không cần khách khí, lần trước" tiểu công chúa bị phong ấn tu vi rời đi, quý gia chủ từng để cho ta giúp một tay suy tính. Ta không thể cảm giác hành tung xác thực của nàng, đoán không sai. Nàng cũng là diễn hư thể. Phong lão nói, muội muội ta cũng vậy. Lạc huyền thanh sững sờ. Trước đó liền kỳ lạ, vì sao sau khi muội muội rời khỏi, gia tộc tìm không ít thiên cơ sư, lại thẩm tra không ra. Nguyên nhân chính là việc này, mới có thành kiến với thiên cơ sư, tưởng rằng gạt người, không nghĩ tới muội muội lại là loại thể chất đặc biệt này phong lão gật đầu vậy hai vị khác thì sao trương thuần hỏi một cái khác là diễn hư thể thứ nhất ta đã thấy cũng chính là vị tiểu thiên tài kia của trương gia các ngươi vô luận suy tính như thế nào cũng không biết bất kỳ tung tích của hắn thật giống như chưa hề xuất hiện qua phong lão nói hắn trương thuần nhẹ gật đầu nhất thời thở phào nhẹ nhõm may mắn tiểu thiên tài là loại thể chất này nếu không, Lạc Huyền Thanh khẳng định sẽ không ngừng đắc ý ở trước mặt hắn. Vị cuối cùng, là nữ tử, cùng Trương Sư tuổi tác tương đương, thần bí, mạnh mẽ, mấy tháng trước gặp qua một lần. Đáng tiếc, còn không có nói chuyện, đã biến mất không thấy. Lắc đầu, Phong Lão cười khổ một tiếng. Ah hát, Trương Huyền lên tiếng, lông mày nhăn lại. Một mực nghe nói tiểu thiên tài lợi hại như thế nào như thế nào, vừa nói như vậy, mới hiểu được, quả thực rất lợi hại cũng giống như mình, không ai có thể thôi diễn. Khó trách có thể trang bước một mực không xuất hiện, ngay cả anh vợ như Lạc Huyền Thanh cũng không biết người ở nơi nào. Không đúng, người nói ta là diễn hư thể, không cách nào thôi diễn lai lịch cùng hành động. Vậy, vừa rồi ta cùng Lạc Huynh đi tới cửa, người làm sao biết được, hơn nữa để cho người đi nghênh đón. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại. Mình đã không cách nào suy tính, đối phương làm sao biết lúc này sẽ tới hơn nữa, làm sao biết đến bên ngoài đại sảnh, trực tiếp mở cửa ra. Cái này, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi thăm vấn đề này, phong lão dừng lại một chút, vẻ mặt cổ quái nhìn qua. Ngươi, không biết sử dụng thần thức sao, nơi này cách cửa chính gần như vậy, thần thức có thể tùy tiện lan tràn qua nha. Trương Huyền, chương 2596, Hy Thánh Quy Sắc 1 chưa đi tới trước cửa liền có người nghênh đón, lại thêm thân phận thiên cơ sư, để hắn trước thời hạn cảm giác được thần bí nằm mơ cũng không nghĩ đến người ta dùng là thần thức cái đồ chơi này chỉ cần vượt qua thánh vực nhị trọng người người đều có giống như con mắt ở trong phạm vi bao phủ cái gì cũng có thể nhìn rõ ràng phát hiện hai người đi tới liền dễ như trở bàn tay như thế nào có bằng lòng làm học sinh của ta hay không giải thích xong ánh mắt của phong lão lần nữa lấp lánh nhìn qua công chúa lạc gia Thiên tài Trương gia cùng nữ tử thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi kia, muốn nhận làm học sinh, khẳng định là không được, nhưng vị trước mắt này lại có cơ hội rất lớn, một khi thành công, chức nghiệp thiên cơ sư tất nhiên sẽ giống như trước, lần nữa danh chấn thiên hạ. Thật không tiện, tại hạ đã có sư đạo truyền thừa, không tiện nhận người khác làm thầy. Trương Huyền lắc đầu. Lão sư Dương Huyền của ngươi, ta may mắn gặp qua một lần, mặc dù tính tình có chút quái dị, nhưng chỉ truyền thụ thiên cơ chức nghiệp làm lão sư phụ tu, hẳn sẽ không nói nhiều. Cũng không vì hắn cự tuyệt mà tức giận, Phong lão nói tiếp. Dương Huyền, Phong lão y tứ, lão sư của Trương sư, là Dương sư ở tổng bộ danh sư đường kia. Trương Huyền còn chưa kịp nói chuyện, Trương Tuần ở một bên thân thể chấn động, ngay cả Lạc Huyền Thanh cũng trợn mắt lên. Trên đường nói qua Dương Huyền, nhưng vị trước mắt này không nói nhiều. Lúc nào là học sinh của hắn? Thật sự là vị này liền có thể hiểu được vì sao đánh Trương Thuần cũng không e ngại. Dù Trương gia mệnh danh đại lục đệ nhất gia tộc, nhưng ở trước mặt tổng bộ danh sư đường, còn kém nhiều lắm, Dương Huyền là đệ nhất thái thượng trưởng lão, địa vị cao, trừ vị trí hội trưởng mấy ngàn năm qua một mực trống chỗ kia, chỉ sợ không ai bằng. Bởi vì liên quan đến Trương Sư, sư thừa của hắn cũng không thể thôi diễn, bất quá. Lấy quyền hạn của ta, rất dễ dàng tra được lai lịch, từ thiên huyền vương quốc từng bước đi tới, một mực tự xưng học sinh của dương sư trừ vị này ta cũng nghĩ không ra đến cùng là vị danh sư nào có khả năng dạy dỗ ra đệ tử lợi hại như vậy phong lão cười nói suy tính không ra lai lịch sư thừa của đối phương nhưng có thể nhìn tư liệu vị trương sư này từng nhiều lần nói với người lão sư của hắn là dương huyền điều tra không khó ta trên đầu trương huyền toát ra mồ hôi lạnh lúc trước hắn giả mạo học sinh của dương huyền tưởng rằng chỉ là cái tên hư ảo thích dùng như thế nào liền dùng như thế đó, hiện tại người này thật tồn tại, thậm chí địa vị còn cực cao. Đã có chút nhức đầu. Ngộ nhỡ chạy tới, nói không có người học sinh này, nói dối liền sẽ trong nháy mắt đâm thủng. Không còn cái ô dù này, chỉ sợ thời gian ngắn như vậy, tiến bộ nhanh như vậy, chỉ điều này cũng sẽ bị vô số người chụp tới làm chuột bạch nghiên cứu. Như thế nào? Thấy trên mặt hắn biểu hiện biến hóa, phong lão còn tưởng rằng là đang suy nghĩ, lần nữa cười một tiếng nếu như người còn lo lắng, ta có thể đưa tin cho tổng bộ danh sư đường, trưng cầu ý kiến của hắn. cái này, lông mày nhảy một cái, trương huyền vội vàng mở lời. cảm ơn phong lão yêu ái, tại hạ chưa hề tiếp xúc qua thiên cơ sư, muốn xem trước thư tịch liên quan một chút, có thể thuận lợi học tập, thì sẽ không chối từ. học tập không được, thực không nguyện ý để thanh danh của phong lão bị hao tổn. trương huyền bất đắc dĩ, chỉ là cùng lạc huyền thanh đến tìm người đánh chơi kết quả lại bị lôi kéo làm học sinh, hơn nữa nhiệt tình như vậy, không đáp ứng còn nói cho Dương Huyền. Ai, người quá ưu tú, đi đến chỗ nào cũng rất bất đắc dĩ a hát. Yên tĩnh làm người bình thường, là khó khăn như thế sao? Được rồi, trước đọc sách đi, học xong các loại thư tịch, đến cùng ai thua ai làm học sinh. Liền không nhất định. Đọc sách, thấy hắn không cự tuyệt, phong lão thở phào nhẹ nhõm, một bộ ngươi khẳng định thiên phú tuyệt cao, cười cười thư tịch thiên cơ sư đủ loại, số lượng rất nhiều, muốn học tập, tuyệt không phải một ngày, hai ngày có thể hoàn thành. Thật ra thì, muốn biết có thiên phú hay không, khỏi cần phiền toái như vậy, ta chỗ này có thủ đoạn đo lường thiên phú thiên cơ sư, có thể tùy tiện đo lường ra thiên phú cụ thể như thế nào. Thủ đoạn đo lường, trương huyền cao mày, ừm, ngọc thần, đi mời quy sát tới. Phong lão xua tay, vâng, một bên thanh niên xoay người đi ra ngoài, thời gian không dài, thận trọng nâng một cái quy sắc đi đến. Cái quy sắc này, cực kỳ cũ kỹ, phía trên lít nhà lít nhít vết rách, màu nâu xanh, còn chưa tới trước mặt, liền cảm thấy không gian rung động, như có thể ghi chép đại đạo bí ẩn, thôi diễn ra sự tình muốn biết. Chẳng lẽ là, khi thánh quy sắc, trương thuần ở một bên, con người co rụt lại. Khi thánh, là cường giả còn cổ lão hơn khổng sư, quan sát quy sắc, tìm hiểu thiên đạo, mà sáng chế ra chức nghiệp thiên cơ sư, trong rất nhiều bảo vật hắn truyền lưu thế gian, nổi danh nhất là quy xác Vuốt tròm dâu, phong lão mỉm cười. Món bảo vật này, được xưng là trọng bảo thứ nhất của thiên cơ sư, trưng bày ở chỗ trọng yếu nhất của công hội, dùng để thôi toán vận thế của đại lục, thiên địa hưng suy. Ta tự nhiên không có tư cách sử dụng, trước mắt cái này, chỉ là thiên cơ sư cử tinh đỉnh phong cơ thiền lão nhân luyện chế hàng nhái. Bất quá, chớ xem thường nó, năm đó bốc thương cổ thánh chỉ định ở đây, xây dựng thánh tử điện, chính là dùng quy sát này tiến hành thôi toán. Số mệnh vài vạn năm tập hợp ở đây, kéo dài không suy, đủ để chứng minh năng lực. Mọi người gật đầu, Trương Huyền cũng âm thầm kinh hãi. Một địa phương, trong thời gian ngắn tập hợp linh khí, tài vận, trận pháp sư lợi hải cũng có thể làm được, nhưng mà muốn mấy ngàn năm, vài vạn năm trường thịnh không suy, sơn hà biến thiên, thương hải tang biển cũng không sửa đổi. Cũng không phải là bọn họ có thể hoàn thành phải tìm kiếm một đường sinh cơ trong thiên địa, có thể là một điểm, cũng có thể là một phiến khu vực. Cái quy xác này có khả năng thôi toán ra, tuyệt đối được cho là trí bảo. Cái quy xác này truyền thừa 121 đời, thiên cơ sư cửu tinh đỉnh phong xuất hiện 102 vị, tất cả đều dùng nó, tiến hành qua thôi toán, ẩn chứa ý niệm của lịch đại tiên hiền. Chỉ cần tay chạm vào, có thiên phú hay không, nhìn liền có thể biết. Nhẹ nhàng vuốt ve quy sát cố kỹ, phong lão nhìn lại chương 2597, Hy Thánh Quy Sắc 2. Tay chạm vào phía trên liền có thể. Không nghĩ tới đối phương lấy ra đồ vật chân quý như thế tới đo lường thiên phú của mình, biết trốn tránh không được, Trương Huyền dò hỏi. Ừm, nếu như không tin, ta có thể để cho những người khác đo thử cho ngươi xem. Mỉm cười, phong lão nhìn về phía Trương Thuần cách đó không xa. Mấy năm qua người vẫn muốn cùng ta học tập, nhưng ta không có bằng lòng, thậm chí thấy cũng không thấy, cũng không phải khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ngươi, mà là quả thực không thích hợp nghề nghiệp này. Đưa tay qua đi, cũng để ngươi hết hy vọng. Cái này, không nghĩ tới đối phương lấy mình làm ví dụ nhân vật phản diện, ra mặt trương thuần cơ giật, dù trong lòng không vui, nhưng vẫn đi lên phía trước, xòe bàn tay ra, chậm rãi sở lên quy sát. Quy sát yên tĩnh như cảm nhận được người sống chạm đến, vết rách màu nâu xanh đột nhiên phóng ra hào quang trói sáng. Tạch tạch, tạch tạch, quang mang dọc theo khe hở chảy xuôi, phát sinh thanh âm đặc thù, rất nhanh hai cái phủ văn đặc thù xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhìn thấy những chữ viết này, phòng lão nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngọc Thần, người giúp mọi người đọc đi. Vâng, thanh niên tên Ngọc Thần đi tới trước mặt đám người. Những phủ văn này ý tứ, chỉ là tư chất bình thường, vô duyên với thiên cơ. Đại biểu bình thường, vậy nếu như thiên phú rất mạnh thì sao? Trương Thuần không cam tâm đương kim gia chủ, cùng trưởng lão trong tộc rất mê tín thiên cơ, nếu như hắn có khả năng học tập, hơn nữa nắm giữ năng lực cực mạnh, sau khi trở về tất nhiên được coi trọng, trực tiếp tấn cấp cao tầng cũng chưa biết chừng. Nguyên nhân chính là như vậy, mới năm lần bảy lượt không ngừng đến đây, vốn cho rằng đối phương chỉ tiến hành khảo nghiệm với hắn, không nghĩ tới đã sớm biết thiên phú không được. Thiên phú của thiên cơ sư chia làm 6 loại, theo thứ tự là thấp, bình thường, hợp lệ, tốt, ưu tú cùng tuyệt đỉnh. Ngọc Thần giải thích nói. Nếu như không nhận ra ký tự đại biểu ý nghĩa, muốn biết thiên phú như thế nào, cũng cực kỳ đơn giản. Số lượng ký tự càng nhiều, đại biểu thiên phú càng cao, một ký tự là thấp, hai cái bình thường. Cứ thế mà suy ra, khi xuất hiện sáu ký tự là tuyệt đỉnh. Giải thích xong, bàn tay đưa về phía trước nhấn một cái. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch. Thanh âm đồng dạng vang lên, chỉ bất qua số lượng càng nhiều, ngay sau đó ánh sáng chói mắt, năm chữ chậm rãi hiện lên. Yêu tú, nuốt ngụm nước bọt, Trương Tuần tràn đầy chấn kinh. Ngọc thần này, hắn thấy bao nhiêu lần, vốn cho rằng chỉ là vận khí tốt, được phong lão vừa ý, không nghĩ tới thiên phú cao như vậy. Thiên phú yêu tú, cũng chỉ là học sinh giảng bài, còn không phải thân truyền. Hắn bình thường, nghĩ cũng không cần nghĩ. Ta cũng thử một chút. Lạc huyền thanh đi tới, bàn tay đụng một cái, cũng xuất hiện hai chữ giống như Trương Thuần, từ chất bình thường. Trương sư, ngươi thử một chút đi. Biết Thiên Phú của mình không thua Trương Thuần, Lạc Huyền thanh thỏa mãn, cười ha ha một tiếng, xoay đầu lại. Tốt, biết không tránh né được, Trương Huyền đành phải kiên trì đi tới. Vừa rồi mới nói, có thiên phú thì phải bái đối phương làm thầy. Chẳng lẽ thật muốn trở thành học sinh của đối phương? Thật như vậy, liền thực sự quá buồn bực. Thực sự không được, nhìn xem thiên đạo chân khí có thể che giấu hay không. Thấy hắn tiến lên, trong mắt Phong lão bắn ra vẻ hưng phấn. Diễn hư thể, loại tồn tại trong truyền thuyết này, đến cùng có khả năng phóng ra bao nhiêu phù văn, xem như hắn cũng không có tiền lệ có thể kiểm chứng, có điều, theo hắn biết, số lượng tuyệt đối có khả năng vượt qua 6. Hô. Trong ánh mắt mong đợi, bàn tay của Trương Huyền rơi vào trên quy xác. Ông. Ánh sáng chảy xuôi ở trên quy xác giống như Trương Tuần vừa rồi, chỉ bất quá càng thêm chói mắt. Tạch tạch, tạch tạch, tạch tạch, giòn vang lít nha lít nhít, liên tiếp vang lên, tựa như giang đậu. Nhiều thanh âm như vậy, sẽ xuất hiện bao nhiêu phủ văn. Con mắt đỏ lên, nắm đấm của Trương Tuần không tự chủ được siết chặt. Vừa rồi hắn chạm đến vang lên hai tiếng, xuất hiện hai chữ, Ngọc Thần kiểm tra vang lên năm tiếng, xuất hiện năm chữ. Gia hỏa trước mắt này, đã vang lên mấy chục lần, sẽ không phải muốn xuất hiện mười mấy chữ chứ, thật muốn như vậy liền nghịch thiên. Tràn đầy chấn kinh, đang không biết nói cái gì cho tốt, chỉ thấy phong lão ở một bên vẻ mặt biến đổi, vội vàng vọt tới. Bất quá, đã muộn. Âm âm, quy sát nổ thành bột phấn. chương 2598, phong lão bi thảm một Da mặt run lên, trương huyền bối rối, đợi tại nguyên chỗ, thu tay lại cũng không phải, không thu cũng không phải, không biết như thế nào cho phải có thiên phú liền có thiên phú, không có thiên phú liền không có thiên phú. Nổ làm gì, ta chỉ vận dụng chút thiên đạo chân khí, tiến hành ngụy trang, lại mượn chút lực lượng thư viện, cái khác cái gì cũng không có thi triển. Nhìn bộ dạng vừa rồi phong lão lấy ra thứ này, giống như bảo bối gia truyền, liền nổ thành bột phấn. Còn không tìm mình liều mạng. Đang không biết như thế nào cho phải, liền thấy lão giả mới vừa rồi còn một mặt ý cười, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt, nhìn quy sắc vỡ vụn trên mặt đất, da mặt không ngừng run rẩy, dường như đã phát điên. Lão sư, cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện kết quả này, Ngọc Thần dọa đến không dám nói lời nào. Tầm quan trọng của thứ này đối với lão sư, người khác lý giải không sâu, nhưng hắn khắc sâu rõ ràng, vỡ thành bột phấn, tương đương với trực tiếp muốn mạng già nha. Quy sắc của ta, quả nhiên, phong lão không ngừng run rẩy, bàn tay đưa tới, vuốt ve bã vụn đầy đất, tựa như trong nháy mắt già đi không biết bao nhiêu tuổi phong lão không phải hắn cố ý nếu không ta nghĩ phương pháp tìm người giúp ngươi dán lại ngươi nhìn cái này của ngươi vốn có rất nhiều vết rách cũng sắp hỏng rồi năm ngoái ta ở trần gia thôn nhận biết một thợ thủ công hắn thủ công tinh xảo giá tiền lại phải chăng già trẻ không gạt không bằng ta giới thiệu cho ngươi lạc huyền thanh an ủi phốc phong lão nhịn không được nữa phun ra máu tươi khổ khổ liếc anh vợ một cái, Trương Huyền không còn gì để nói. Không biết an ủi người, thì đừng an ủi người được không? Loại quy sát cấp bậc này, vô cùng chân quý, dán lại. Có thể sử dụng sao? Phong lão, đã bể nát, thì đừng thương tâm, quy xác mà thôi. Ngày mai ta bắt cho ngươi mấy con rùa đen, muốn làm mấy cái, liền làm mấy cái, thịt còn có thể nấu canh. Suy tư một chút, Trương Huyền thành khẩn nói. Phốc, phốc, phong lão phun máu càng nhiều nếu không, ta giúp ngươi lại làm một cái. Thấy càng an ủi, đối phương càng thổ huyết, Trương Huyền cũng không biết nói thế nào. Vừa rồi chạm đến một chút, thiên đạo thư viện thuận tiện hình thành thư tịch, mặc dù cái quy sát này truyền thừa lâu đời, cấp bậc cũng rất cao, nhưng mà thiếu hụt cũng không ít, chỉ cần bằng lòng đi làm, thu thập đầy đủ thư tịch, hẳn là có khả năng lần nữa làm ra một cái tương đồng, thậm chí cấp bậc cao hơn. Nghĩ đến cái này, ý thức lần nữa đi vào thư viện, ý định tiếp tục nghiên cứu, phục chế quy sát khả năng có bao lớn, liền nghe thanh âm tràn đầy khẩn trương của Ngọc Thần vang lên. "Lão sư." Thanh âm phát run, dường như mang theo khủng hoảng cực lớn. Nghe hắn kêu lo lắng, Phong lão tràn đầy đau thương xoay đầu lại. "Ngươi nhìn." Ngọc Thần chỉ vào đỉnh đầu. Phong lão vội vàng ngẩng đầu, sau đó con ngươi thu hẹp. Thấy biểu lộ của hai người kỳ lạ, mấy người Trương Huyền cũng ngẩng đầu lên, vừa nhìn, tất cả đều kìm lòng không được ngẩn người chỉ thấy trên đầu, nóc nhà giống như mai rùa, giờ phút này cũng xuất hiện vết rách to lớn, chậm rãi lan tràn lên, phù văn cùng trận pháp ở bốn phía dùng để củng cố, một chút tác dụng cũng không có, hình như gặp một loại lực lượng không thể nghịch chuyển. Tại sao có thể như vậy? Lại không để ý tới thổ huyết, phong lão cào đầu. Khi thánh quy xác nói nổ liền nổ, có thể nói niên đại xa xưa, thôi toán nhiều người, nhận lấy thiên đạo trừng phạt, nhưng cái này hao tốn không biết bao nhiêu nhân lực vật lực mới xây dựng thành, dị thường chắc chắn, xem như thánh vực bát trọng đỉnh phong, toàn lực công kích cũng không có chuyện xảy ra, thế nào? Cũng bắt đầu sụp đổ. Dừng lại, gào lên một tiếng, bàn tay bỗng nhiên hướng lên chộp tới. Muốn ngừng lại trận pháp sụp đổ, bảo vệ phần cơ nghiệp này. Bất quá, chân khí sông lên, vẫn không làm dịu được trận pháp cùng phòng ốc sụp đổ, hình như có một cỗ lực lượng không biết tên xâm nhập, không phải sức người có thể chống lại. Ở trước mặt loại lực lượng này, thánh vực cửu trọng cũng chỉ là sâu kiến, cái gì cũng không bằng. Tạch tạch, tạch tạch, không chịu nổi nổi, liên tiếp nổ vang, vô số nham thạch từ bên trên trượt xuống, rất nhiều thiên cơ sư trước đó đang minh tưởng, tất cả đều giật nảy mình, đồng loạt mở mắt, nhao nhao trốn ra phía ngoài. Đám người trương huyền trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải, đành phải tế ra chân khí, hình thành vòng phòng ngự, chặn lại đá vụn ở phía trên rơi xuống. Dầm dầm, khói bụi dâng lên kiến trúc nguyên bản cũng có chút cổ xưa không đến một phút liền biến thành phế tích ẩn chứa trong đó đủ loại trận pháp cũng hủy không còn cái này trương huyền nháy con mắt cũng quá không bền chắc đi nếu đổi thành người bình thường còn không tại chỗ đập chết bên ngoài kiến trúc mai rùa này còn rất đẹp mắt không nghĩ tới trông thì ngon mà không dùng được như vậy may mắn thực lực mạnh nếu không cứng rắn đập lên đầu người bình thường có bao nhiêu mảng cũng gánh không được ah Phốc, lần nữa run rẩy, Phong lão lại nôn một ngụm máu. "Lão sư, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Vội vàng đi tới trước mặt, Ngọc Thần tràn đầy lo lắng nhìn qua, sợ lão sư quá đau lòng, tức chết tại chỗ. "Hẳn là thiên đạo phản phệ." Chương 2599, Phong lão bi thảm 2. Ổn định một hồi, lúc này Phong lão mới thở ra một hơi, nhìn phế tích đầy đất, tràn đầy đau thương. "Phản phệ?" Ngọc Thần không hiểu thiên cơ sư, tìm kiếm cơ duyên, đánh cắp thiên địa bí ẩn, tự nhiên bị thiên đạo căm thù đến tận xương tủy. Chỉ bất quá, chúng ta sử dụng thủ đoạn đặc thù che giấu loại khí thế này cảm ứng, đối phương không cách nào phát hiện. Vừa rồi loại thủ đoạn này hình như đột nhiên mất đi tác dụng, thiên đạo uy nghiêm từ nội bộ bắn ra, lúc này mới biến thành như vậy. Trần chờ một chút, phong lão chậm rãi nói. Thân là thiên cơ sư cửu tinh, mặc dù quy sát vỡ có chút kỳ quái, phòng ốc sập cũng có chút không đúng, nhưng cẩn thận thôi diễn, vẫn có thể biết một chút. Bất kỳ nghề nghiệp nào, tu luyện tới đỉnh phong đều sẽ gặp phải thiên địa ghen ghét, thật giống như suốt khiếu kiếp, động hư kiếp, đều là thiên địa trừng phạt cường giả. Thiên cơ sư, nhìn trốn thiên đạo, lại càng dễ gặp phải trừng phạt, chỉ bất quá trước thời hạn đề phòng, thật giống như vài địa phương đặc thù, một khi cảnh sát tới, sẽ trước thời hạn giấu kỹ người, thành tính chất giải trí, không dính dáng đánh bạc, bắt không được người, coi như vi phạm cũng không quá mức nghiêm trọng loại nghề nghiệp này có thể nhìn trộm tự nhiên cũng đã đề phòng nằm mơ cũng không nghĩ đến tầng tầng đề phòng còn bị phát hiện không chỉ quy xác bị hủy toàn bộ thiên cơ đường của thánh tử điện vài vạn năm cơ nghiệp cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát phong lão tràn đầy đau lòng lông mày trương huyền nhảy một cái còn tưởng rằng là quy sát cùng kiến trúc không chắc nằm mơ cũng không nghĩ đến liên quan đến thiên đạo vừa rồi hắn mượn thiên đạo thư viện tới dò xét quy sát, quy xác bể nát tính toán có khả năng điều khắc hay không, điện đường liền sập. Chẳng lẽ cục diện trước mắt này thật liên quan đến mình? Nếu thực như thế, hắn liền có trách nhiệm rất lớn. Trên mặt lúc đỏ lúc trắng, đang không biết giải thích như thế nào, chỉ thấy phong lão cười khổ một tiếng, nhìn lại. Trương sư, Người không cần tự trách mình, chuyện này không liên quan gì đến ngươi, có thể là thiên cơ đường chúng ta gần đây buông lỏng, có sự tình gì không thôi diễn đến, mới xuất hiện biến cố như vậy, dưới tình huống bình thường, nghề nghiệp chúng ta, mặc dù có không ít chuyện, nhưng cẩn thận một chút, chú ý thiên đạo hài hòa, thì còn hết sức an toàn. An toàn, thấy đối phương vẫn không trách tội mình, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Sự tình thiên đạo thư viện, khẳng định là không thể nói, đối phương đã không có phát hiện, vậy thì điệu thấp cho thỏa đáng. Còn đối phương thiệt hại, tìm cái khác nghĩ biện pháp đền bù là được. Đúng vậy, người thấy chỉ là ngoài ý muốn, loại tình huống này vạn năm cũng sẽ không xuất hiện một lần. Sợ thật vất vả gặp phải thiên tài, lại sinh tâm lùi bước, phong lão vội vàng giải thích. Không tin, người nhìn tàng thư các bên kia, liền không có vấn đề gì. Nói xong chỉ qua một bên. Theo phương hướng ngón tay của hắn, Trương Huyền nhìn một cái, quả nhiên thấy một kiến trúc, đứng sừng sững ở cách đó không xa, dù liên kết với kiến trúc mai rùa, cũng không có chịu ảnh hưởng, từng giá sách song song, bốn phía bụi đất tung bay, nơi này lại sạch sẽ như mới đây đều là tàng thư của các ngươi ánh mắt trương huyền sáng lên chỉ cần đọc sách liền có thể ngưng tụ ra thiên đạo công pháp làm cho đối phương chật vật như thế cũng có thể tiến hành bồi thường đúng vậy phong lão gật đầu sinh ra ý tự hào thánh tử điện thiên cơ đường chúng ta dù nhân số ít hơn những nghề nghiệp khác nhiều nhưng công pháp bí tịch lại không kém cỏi chút nào khi thánh quy xác xảy ra ngoài ý muốn bị hỏng người vẫn có thể thông qua đọc sách học tập, tới đo lường năng lực thiên phú của mình. Trước đó đối phương muốn xem sách, học tập, xác định mình có thích hợp nghề nghiệp này hay không, hắn không đồng ý, cảm thấy quá phiền toái. Hiện tại hy thánh quy sát vỡ vụn, coi như muốn đo lường cũng không cách nào làm được, chỉ có thể sử dụng loại phương pháp nguyên thủy nhất này. Vậy thì tốt, ta xem trước một chút. Nghe được có thể tùy tiện nhìn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm, người còn chưa tới trước mặt, con mắt liền quét tới, đồng thời trong lòng âm thầm hô khẽ thiếu hụt âm ầm lời còn chưa dứt liền thấy thư tịch trước mắt giống như bị đại hỏa thiêu đốt trong nháy mắt bùng cháy thành cho tàn ngay sau đó toàn bộ kiến trúc cũng giống như quy xác trước đó xuất hiện vết rách to lớn mấy hơi thở liền sụp đổ xuống biến thành một đống phế tích tàng thư các vẻ mặt lần nữa đỏ bừng phong lão phun ra một ngụm máu tươi tựa hồ phát điên đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế nào trong nháy mắt thiên cơ đường liên tiếp xảy ra chuyện nếu như một lần có thể nói là không có dấu giếm tốt khí tức bị thiên đạo phát hiện nhưng liên tục ba lần xem như hắn cũng không biết nên giải thích như thế nào khóe miệng trương huyền giật một cái chẳng lẽ bởi vì xem sách nếu như trước đó hắn còn không dám xác định lần này mới nhìn thư tịch một cái thư viện liền sụp đổ đã gần như xác nhận quay đầu nhìn về phía lão giả có chút đờ đẫn kia trong lòng tràn đầy không đành lòng phong lão phong lão phong lão liên tục hô ba tiếng đối phương cũng không có trả lời trong lòng ái náy càng lúc càng nồng nặc đang muốn cẩn thận quan sát một chút đối phương có thể nhận đả kích quá lớn tổn thương nguyên khí hay không liền thấy một đạo lôi điện thô to không biết từ đâu bắn đến thẳng tắp bổ vào trên đầu đối phương tạch tạch phong lão nằm ở trên mặt đất phong lão ngươi khóe miệng giật một cái, Trương Huyền vội vàng tiến lên. Thình thịch thình thịch bành. Lôi điện nhấn chìm lão giả, chỉ để lại một cái chân, ở bên ngoài không ngừng co rúm, giày cũng rất ra. sáu 2600, ta rất khỏe, một. Không biết qua bao lâu, lôi điện biến mất, phong lão mặt mày xám xịt từ trong hố bỏ ra, biểu lộ trên mặt giống như bị man thú cưỡng gian không biết bao nhiêu lần, muốn bao nhiêu thất lạc liền có bao nhiêu thất lạc. Trước mắt rất nhiều kiến trúc cùng thư tịch, bị triệt để hủy hoại không có lực lượng phản kháng thì thôi nhưng trời xanh mây trắng trời quang mây tạnh đột nhiên lôi điện đan sen nhằm mình bổ đến bổ đi đến cùng tình huống gì chỉ là muốn thu đồ đệ mà thôi không tính tội ác tài trời xúc phạm luật trời a à. may mắn những lôi điện này chỉ có hương vị giáo huấn không có chân chính hạ sát thủ nếu không coi như hắn là thánh vực cửu trọng đỉnh phong cũng không chống lại được sớm đã bị đánh thành cặn bã lão sư Ngọc Thần thấy hắn từ trong hố bỏ ra, mặt mũi dầu dĩ, cũng không biết an ủi, hay nên nói cái gì. Đi theo lão sư hơn 200 năm, còn là lần đầu tiên thấy hắn bộ dáng như vậy. Đều tại ta, nhìn thấy lão giả trước đó còn hăm hở, ngắn ngủi chừng 10 phút liền biến thành bộ dáng này, Trương Huyền tràn đầy áy náy. Liên tục thí nghiệm mấy lần, đã triệt để rõ ràng, giống như trước đó đối phương nói, quả thực là thiên đạo trừng phạt. Thiên cơ sư nhìn trộm thiên địa đại đạo, không cách nào phát giác, ngược lại cũng thôi, mình thân là trưởng khống giả của Thiên Đạo thư viện, đi tới trước mặt, một khi câu thông, loại đồ vật vi phạm này sẽ lập tức bị phát hiện. Thật giống như kiểm tra gian lận, không có phát giác, có thể ung dung ngoài vòng pháp luật, bị phát hiện, không chừng trị, làm sao lập uy? Nếu không, Thiên Đạo uy nghiêm ở đâu? Quyền uy ở đâu? Người người đều tới nhìn trộm một chút, vụng trộm tìm kiếm thiên cơ. Thiên Đạo đoán chừng cũng không cần sống lúc đầu mượn nhờ thư viện chỉ là muốn kiểm tra phong lão hình thành thư tịch nhìn xem có thể giúp hắn giải quyết tai họa ngầm hay không nằm mơ cũng không nghĩ đến vừa nhìn đối phương chẳng khác nào nghề nghiệp của hắn bị thiên đạo phát giác sau đó lôi điện liền đến dò xét một lần đánh một lần liên tục thí nghiệm nhiều lần rốt cuộc triệt để xác nhận cái ngoạn ý này là hắn làm ra chủ ý là cứu người kết quả lại trở thành hại người suy nghĩ một chút tràn đầy xấu hổ Sách Thiên Cơ sư không thể nhìn, cái nghề nghiệp này cũng không thể điều tra. Xem ra ta là không có cách nào học. Đồng thời, Trương Huyền cũng lộ ra vẻ thất vọng. Cái nghề nghiệp này bất kể nói thế nào cũng đạt đến thượng cửu lưu, được người kính ngưỡng cùng tôn trọng, nếu như có thể học, thân phận và địa vị tất nhiên sẽ lần nữa tăng thêm. Kết quả, thư viện không những không giúp hắn ngưng tụ thành thiên đạo thư tịch, còn phá hư bốn phía. Xem ra triệt để vô duyên với loại nghề nghiệp này. Phong lão sự tình hôm nay thực sự xin lỗi, nếu như ta không tới nơi này, khả năng cũng sẽ không gây ra biến cố lớn như thế. Đi tới trước mặt lão giả, Trương Huyền ôm quyền, thật tâm thật ý nói xin lỗi. Những người khác bái sư hay không, toàn bộ thiên cơ đường sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng mà hắn mang theo thiên đạo thư viện, tương đương với mang theo thiên đạo. Sau đó lại chạy đến địa phương nhìn trộm thiên đạo, đám thiên cơ sư này, không có bị đánh chết toàn bộ, liền xem như hạ thủ lưu tình nhưng bất kể nói thế nào nơi này xuất hiện loại tình huống này đều là duyên cớ của hắn trốn tránh không xong cũng từ chối không xong chỉ có thể thản nhiên thừa nhận cùng ngươi không có quan hệ hai mắt vô thần than thở một tiếng phong lão lần nữa lắc đầu hắn thấy đây là thiên cơ sư bọn họ tiết lộ quá nhiều bí mật nên tiếp nhận trừng phạt vị trước mắt này coi như thiên phú cao cũng không có khả năng điều khiển thiên đạo tiến hành công kích bọn hắn cho nên nói tới nói đi còn là vấn đề của mình không liên quan tới người khác phong lão nơi này hỗn loạn như thế chắc hẳn ngươi tạm thời không còn tâm thu đồ ta liền không tiếp tục quấy dày biết coi như giải thích đối phương cũng không có khả năng tin tưởng trương huyền không nói thêm lời tốt ngươi đi về trước đi chờ ta thu xếp tốt bên này cha rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra lại đi tìm ngươi phong lão gật đầu toàn bộ xào huyệt đều bị san bằng nói nhiều hơn nữa cũng mất tác dụng còn không bằng cho đối phương tạm thời rời đi, tự nghĩ biện pháp tìm ra vấn đề, làm dịu xấu hổ, lại nói vấn đề thu đồ đệ. Nếu không, bộ dáng này, muốn nhận đồ, người ta cũng không có khả năng bằng lòng a -hát. Cáo từ, lắc đầu, Trương Huyền xoay người đi ra ngoài, thấy hắn rời đi, Lạc Huyền thanh theo sát, rời đi phạm vi thần thức có khả năng phát giác, cũng nhịn không được nữa, thấp giọng hỏi. Trương Sư, vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta cũng không rõ ràng lắm, trương huyền lắc đầu loại sự tình này xem như anh vợ cũng không thể nói nhiều dính dáng thực sự quá lớn không biết thấy hắn trả lời như thế lạc huyền thanh nhíu mày cuối cùng vẫn nhịn xuống không có hỏi nhiều mặc dù tình huống cụ thể không cách nào phỏng đoán nhưng tuyệt đối cùng vị trước mắt này thoát không được quan hệ nếu không người khác tới đều vô sự hắn vừa xuất hiện không phải sập nơi này là sập ở nơi kia đều nói mình là phá hư vương đi đến đâu phá hư đến đó, nhưng tiếp xúc ngắn ngủi một đoạn thời gian, vị trước mắt này thế nào cảm giác so với mình còn muốn hung mãnh hơn nhiều lắm. Bản thân phá hư, chỉ ít còn có dấu vết lần theo, không phải lực lượng dùng quá lớn là không có khống chế tốt tu vi. Người này, triệt để làm phế cả thiên cơ đường, không có bất kỳ dấu vết gì có thể dò xét. Đây mới là cảnh giới phá hư tối cao, làm người ta kính nể. Xem ra sau này, phải cùng hắn trao đổi một chút, làm sao phá hư, mới có thể thần không biết quỷ không hay. Đỡ lấy cái cằm, âm thầm suy nghĩ. Đúng rồi, cùng ngươi đi ra, lại quên đánh Trương Thuần một trận. Audio điện tử võ tấn bền. Hết tập 112.